Xin chào mừng quý vị đồng nghiệp tham dự cái buổi hội thảo trực tuyến liên quan đến vấn đề về thở máy không xâm lấn ở các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh hô hấp. Tôi là Phó sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, hiện tại là Phó Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam và Tổng Thư ký Hội Hô hấp Việt Nam. Tôi là chủ tọa đoàn của cái buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Và cùng tham dự với tôi ngày hôm nay thì có hai báo cáo viên, có thạc sĩ bác sĩ Phan Thanh Thủy. Cô Thủy hiện là giảng viên của bộ môn nội tổng hợp trường Đại học Y Hà Nội và là bác sĩ điều trị của trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Thạc sĩ Phan Thanh Thủy cũng là phó tổng thư ký của Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam. Thì cô Thủy sẽ trao đổi với quý vị đồng nghiệp cái chủ đề liên quan đến vấn đề lựa chọn master trong điều trị cho các trường hợp bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ. Chúng ta cũng sẽ được nghe cái bài báo cáo thứ hai liên quan đến chủ đề về thở máy không xâm lấn trong điều trị bệnh nhân COPD do thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Dư sẽ trình bày và chia sẻ với các quý vị đồng nghiệp. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Dư hiện tại đang ở tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh trong đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch, và thầy Dư cũng đã ở trong đó là gần 2 tháng trời. Thế thì với các trường hợp bệnh nhân COPD thì chúng ta cũng biết rằng là khi người ta bị suy hô hấp, đặc biệt là suy hô hấp mãn tính phải điều trị thở máy dài hạn tại nhà, thì những cái điểm gì cần lưu ý thì thầy Dư cũng sẽ trao đổi với chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng không để quý vị chờ đợi lâu thì cũng xin thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho Hội Hô hấp Việt Nam rất là cảm ơn công ty DocuTi cũng đã đồng hành hỗ trợ cho Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức cái buổi hội thảo trực tuyến trên cái nền tảng DocuTi hết sức là tiện ích và dễ đơn giản, dễ sử dụng. Sau đây thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời thạc sĩ bác sĩ Phan Thanh Thủy với cái bài trình bày đầu tiên về lựa chọn master cho bệnh nhân ngừng thở khi ngủ. Xin mời bác sĩ Thủy. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Vũ Văn Giáp. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, kính thưa các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Thì trong buổi ngày hôm nay thì tôi xin được phép trình bày với cả các quý vị một cái chủ đề, đó là lựa chọn master ở những cái bệnh nhân mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thì bài trình bày của tôi thì gồm có 3 nội dung. Thứ nhất đó là nhắc lại sơ bộ về cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và các cái loại mặt nạ thở, ưu nhược điểm của từng loại mặt nạ thở. Cái vấn đề thứ hai đó là các cái loại dò khí ở trong các loại mặt nạ này là như thế nào, và vấn đề thứ ba đó là chúng ta sẽ theo dõi các cái biến chứng khi mà sử dụng các cái mặt nạ thở. Thế thì chúng ta có ở đây thì có thể là có rất là nhiều các anh chị đồng nghiệp đã biết đến cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, nhưng mà có một số các anh chị có thể là chưa biết đến cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thì cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì về phân loại thì sẽ gồm có là hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn, ngừng thở khi ngủ trung ương và ngừng thở khi ngủ hỗn hợp. Thì trong đó cái ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn hay viết tắt là OSA, obstructive sleep apnea, thì nó là một trong những cái rối loạn giấc ngủ mà rất thường gặp và đặc trưng bởi là xẹp một phần hay là hoàn toàn của cái đường hô hấp trên khi ngủ. Thế thì người ta thấy rằng là theo các cái nghiên cứu thì tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn ở người lớn là nó rơi vào khoảng 9-38%. Và như các cái quý vị đồng nghiệp có thể thấy rằng là chúng ta thấy là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ có thể dẫn đến rất là nhiều các cái hậu quả trên tim mạch, ví dụ như là tăng huyết áp, ví dụ như là suy tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim hay là các cái rối loạn nhịp tim, rồi là các cái hậu quả ở trên hệ thần kinh, ví dụ như là tai biến mạch máu não. Và chúng ta thấy rằng là một trong những cái triệu chứng nó rất là điển hình của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ đó là bị buồn ngủ ban ngày. Thì khi mà bệnh nhân bị buồn ngủ ban ngày như vậy thì rất dễ dẫn đến các cái tai nạn lao động hoặc là tai nạn sinh hoạt. Thì ngoài ra thì cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nó còn gây nên các cái hậu quả về các cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa như là rối loạn mỡ máu hay là đái tháo đường. Mặc dù là gây nên rất là nhiều các cái hậu quả như thế, nhưng mà chúng ta thấy rằng là đến 70-80% các bệnh nhân bị mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là chưa được chẩn đoán. Chính vì vậy nó gây nên cái gánh nặng về bệnh tật và tử vong rất là cao và cái chi phí điều trị cũng cao. Về các cái điều trị của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều các cái phương pháp điều trị. Trong đó thì cái thở máy áp lực dương liên tục CPAP thì là cái phương pháp điều trị hàng đầu, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ mức độ trung bình và nặng. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là ngoài cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày ra thì bệnh nhân còn có thể có các cái triệu chứng ví dụ như là ngủ ngáy hoặc là cơn ngừng thở có chứng kiến. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là khi bệnh nhân được điều trị bằng máy CPAP thì nó mang lại cái hiệu quả, đó là mang lại cái sự tỉnh táo vào ban ngày cho bệnh nhân, mang lại cái chất lượng cuộc sống cũng như là giảm các cái hậu quả về tim mạch.
Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là trong những cái bệnh nhân mà đã được điều trị bằng máy CPAP rồi thì các cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là có khoảng 1/4 số bệnh nhân trong đó là họ đã từ bỏ điều trị. Do vậy cái vấn đề mà tuân thủ điều trị nó trở thành một cái vấn đề mà hết sức quan trọng để có thể cải thiện được các cái triệu chứng và giảm các cái hậu quả cho bệnh nhân. Thế thì để mà chúng ta thấy rằng là để mà bệnh nhân tuân thủ điều trị được tốt thì chúng ta thấy là cái vai trò của cái mặt nạ thở là hết sức quan trọng. Cái mặt nạ thở ở đây nó là cái giao diện giữa máy và bệnh nhân, và cái mặt nạ thở này nó đóng một vai trò rất là quan trọng đối với cả cái sự thoải mái của bệnh nhân, với sự tuân thủ điều trị hay là sự dung nạp với điều trị của bệnh nhân. Và rất là nhiều các cái bài báo đã cho chúng ta thấy rằng là cái mặt nạ thở này nó đóng vai trò cốt yếu trong cái sự thành công của thở máy không xâm nhập. Thế thì chúng ta hãy đi vào xem là vậy thì có các cái rào cản gì mà nó là cái rào cản để khiến cho bệnh nhân mà kém hay là sử dụng hay là kém tuân thủ cái sử dụng CPAP. Thì thứ nhất đó là chúng ta thấy rằng là khi bệnh nhân thở máy thì có nghĩa là họ thay đổi cái thói quen đi ngủ. Trước đó thì bệnh nhân chỉ cần đi lên giường, tắt đèn và đi ngủ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà bệnh nhân thở máy thì bệnh nhân sẽ phải chuẩn bị máy thở, người ta sẽ phải cố định cái mask trước khi mà họ lên giường đi ngủ. Và cái thứ hai đó là chúng ta sẽ thấy là khi mà bệnh nhân mới được khởi trị bằng cái thở máy không xâm nhập thì họ sẽ có những cái lo lắng mà liên quan đến cái việc sử dụng máy thở. Ví dụ như là họ có thể đặt ra những câu hỏi là liệu cái máy thở này có thể giúp ích gì cho mình hay không, rồi là họ có thể là sợ hãi. Ví dụ như là những cái bệnh nhân mà mắc cái hội chứng mà sợ không gian kín chẳng hạn, thì khi mà chúng ta úp một cái mask, một cái mặt nạ, một cái vật thể lên trên mặt bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ có cảm giác là bị ngạt và họ rất là sợ. Và một cái vấn đề nữa đó là bệnh nhân, có rất là nhiều bệnh nhân thì băn khoăn rằng là liệu khi mà tôi thở cái máy như vậy, nếu mà nửa đêm mà cái máy đấy nó bị mất điện hoặc là cái máy đấy nó bị trục trặc thì tôi có bị ngạt thở hay không. Và một cái rào cản nữa đó là gì ạ, bệnh nhân thấy rằng là mình bị cái thay đổi cái hình tượng khi mà đeo mặt nạ. Khi mà chúng tôi làm trên thực hành lâm sàng thì khi mà gặp rất là nhiều bệnh nhân, thì nhất là những cái bệnh nhân mà có những cái mask thở là mask full face, tức là mask toàn mặt, thì nó tương đối là cồng kềnh, thì bệnh nhân cũng đã có những cái chia sẻ là khi mà đeo cái mask này vào thì trông nó hơi giống người ngoài hành tinh. Đấy, thế thì đấy là một trong những cái rào cản khi mà bệnh nhân có thể sử dụng các cái mặt nạ thở mà điều trị bằng cái máy CPAP. Và một trong những cái nguyên nhân, một trong những cái rào cản quan trọng nữa đó là đến hơn một nửa số bệnh nhân là phải đối mặt với ít nhất một trong số các tác dụng phụ khi mà sử dụng. Ví dụ như là bị rò rỉ khí, ví dụ như là bệnh nhân cảm thấy là nghẹt mũi, hay là khi mà bệnh nhân thở máy xong thì bệnh nhân cảm thấy là mũi rất là khô, cổ họng rất là khô và đau. Và một số ít các bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có thể có các cái tổn thương da, loét ở phía trên da mặt hoặc là có các cái kích ứng ở mắt. Thế thì chúng ta sẽ đi vào từng cái loại mặt nạ. Thế hiện nay thì trên thị trường thì có 6 cái loại mặt nạ mà thường được có thể được sử dụng. Loại mặt nạ thứ nhất thì các quý vị đồng nghiệp có thể thấy đây là cái mặt nạ mũi, thì chúng ta thấy rằng là nó trùm lên và bao quanh mũi của bệnh nhân. Cái loại mặt nạ thứ hai được gọi là mặt nạ gối mũi, nasal pillow, tức là nó sẽ có hai cái gối silicone và vừa khít với cả hai cái lỗ mũi của bệnh nhân. Cái loại mặt nạ thứ ba chúng ta được gọi là mặt nạ full face hay là mặt nạ mũi miệng, thì chúng ta thấy rằng là nó trùm lên cả mũi và miệng của bệnh nhân. Thế còn một cái loại mặt nạ nữa đó là cái mặt nạ miệng, tức là chỉ dùng cho những cái bệnh nhân mà họ chỉ thở bằng miệng thôi. Và cái loại mặt nạ thứ tư, đây là một loại mặt nạ thứ năm, đây là cái mặt nạ total face, tức là chúng ta thấy rằng là nó bao quanh chu vi của mặt bệnh nhân và nó trùm lên cả mắt, cả mũi và cả miệng của bệnh nhân. Và cái loại mặt nạ cuối cùng đó là mặt nạ handmade. Thế thì chúng ta sẽ đi vào từng cái loại mặt nạ thì chúng ta sẽ xem. Thế thì cái mặt nạ mũi này thì chúng ta thấy là tùy theo các cái hãng sản xuất khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái hình dạng của cái mặt nạ mũi khác nhau. Thế thì cái mặt nạ mũi này thì theo khuyến cáo của ATS là Hội lồng ngực Hoa Kỳ và khuyến cáo của SPLF là cái hội phổi các cái nước nói tiếng Pháp, thì thấy rằng là cái mặt nạ mũi này nó là cái first choice, tức là cái lựa chọn mà đầu tiên khi mà chúng ta lựa chọn các cái mặt nạ thở cho bệnh nhân. Bởi vì cái ưu điểm của cái mặt nạ mũi này, chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều các cái lựa chọn, và cái thứ hai đó là cái mặt nạ mũi này nó tương đối là nhẹ và ít cồng kềnh. Tuy nhiên cái nhược điểm của mặt nạ mũi này, chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân bị thở miệng, tức là bệnh nhân bị há miệng ra trong khi ngủ, thì lúc đấy thì sẽ bị gây ra cái rò khí ở miệng rất là lớn. Và những cái bệnh nhân mà có râu hoặc là ria mép thì nó có thể là khó cố định hoặc là có thể là bị rò khí quanh cái mask.
Cái loại mặt nạ thứ hai đó là mặt nạ ối mũi, thì chúng ta thấy rằng cái mặt nạ này là tương đối là nhẹ nhàng, tương đối là đơn giản hơn so với cả cái mặt nạ mũi. Tuy nhiên thì theo ATS hay là theo SPLF thì cái mặt nạ ối mũi này nó vẫn chỉ là cái lựa chọn hàng hai thôi. Tại sao nó vẫn chỉ là cái lựa chọn hàng hai thì trong các cái slide tiếp theo thì tôi sẽ nói rõ với các quý vị đồng nghiệp. Một cái điều lưu ý của chúng ta ở đây đó là khi mà chúng ta sử dụng cái mặt nạ ối mũi này thì khi mà chúng ta mua hoặc là trong cái bao bì đóng gói của nhà sản xuất ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải để ý là họ có những cái size S, size M, size L để làm sao cho chúng ta chọn lựa cái mask mũi làm sao cho nó phù hợp với cả cái kích thước giải phẫu của mũi bệnh nhân. Về cái mặt nạ gối mũi này thì chúng ta thấy một cái ưu điểm rất là lớn, đó là nó nhẹ, nó ít cồng kềnh và rất là nhiều bệnh nhân thích cái mặt nạ này bởi vì là trông nó tương đối là nhẹ nhàng. Và chúng ta thấy rằng là ở với những cái bệnh nhân mà có râu hoặc là ria mép thì là dễ đeo hơn. Tuy nhiên một cái nhược điểm của cái mặt nạ gối mũi này đó là thường là phải đi kèm theo bình làm ấm, làm ẩm và cho cái áp lực không quá cao dưới 12cm nước. Tức là nếu như mà chúng ta để cái áp lực mà trên 12cm nước thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bị dò khí nhiều hơn. Cái loại mặt nạ thứ ba đó là cái loại mặt nạ mặt hay được gọi là mặt nạ mũi miệng. Thì ở đây chúng ta thấy cái loại mặt nạ này là cái loại mặt nạ mà nó trùm lên cả mũi và miệng của bệnh nhân. Thế thì tùy theo các cái hãng sản xuất mà chúng ta có thể thấy, ví dụ như đây là mặt nạ của hãng ResMed hay là chúng ta thấy rằng là có cái cải tiến của cái hãng Philips, đó là cái mặt nạ Amara. Thế thì cái mặt nạ Amara này chúng ta thấy là nó sẽ đơn giản hơn, là bệnh nhân vẫn thở miệng và vẫn thở bằng cả mũi nữa, tức là sẽ có hai cái lỗ silicone ở trên cái mask thở này và nó gắn vừa khít với cả cái mũi của bệnh nhân, là cũng tương tự như vậy là cái mặt nạ Dreamwear. Thế thì khi mà tôi ở Pháp ý, thì tôi thấy rằng là các bệnh nhân ở Pháp họ rất là thích sử dụng cái mặt nạ Amara này. Thế thì cái ưu điểm của cái mặt nạ này là gì? Nó có thể giải quyết được trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái giò khí lớn ở miệng, tức là bệnh nhân bị thở miệng trong khi ngủ thì thông thường là sẽ lựa chọn cái mặt nạ mà mũi miệng. Tuy nhiên thì cái mặt nạ mặt hay là cái mặt nạ mũi miệng này thì chúng ta thấy là nó vẫn chỉ là cái lựa chọn hàng hai thôi, bởi vì nó có các cái nhược điểm, ví dụ như là vì là trùm lên cả mũi và cả miệng bệnh nhân nên là làm cho cái cảm giác sợ không gian kín nó sẽ xuất hiện ở những cái bệnh nhân mà đã có cái hội chứng này. Rồi là chúng ta thấy là vì cái mặt nạ mặt này nó bao trùm ở với cả một cái diện tích mà nó nhiều hơn cho nên là dễ gây ra những cái giò khí ở xung quanh cái mặt nạ. Và người ta thấy là trong các cái nghiên cứu thì khi mà sử dụng cái mặt nạ mũi miệng này thì bệnh nhân có vẻ như là ít tuân thủ hơn. Và đồng thời có một điểm chúng ta phải hết sức lưu ý, đó là khi mà chúng ta sử dụng cái mặt nạ mũi miệng này thì cái áp lực của cái máy CPAP cần thiết để có thể xóa được các cái cơn ngừng thở, giảm thở cho bệnh nhân thì thường là nó sẽ phải cao hơn. Cái mặt nạ tiếp theo đó là cái mặt nạ miệng, thì chúng ta thấy rằng là cái mặt nạ miệng này có thể là chúng ta ít gặp và cũng chỉ sử dụng trong những cái trường hợp đặc biệt thôi, là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân chỉ thở bằng miệng. Thế thì đó là những cái bệnh nhân mà có các cái tắc nghẽn mũi mãn tính hoặc là họ có những cái tắc nghẽn mũi mà cố định mà không thể giải quyết được thì khi đó thì họ chỉ thở bằng miệng. Một cái loại mặt nạ tiếp theo đó là chúng ta thấy đây là cái mặt nạ toàn mặt hay là total face. Thì ở đây thì chúng ta thấy cái mặt nạ toàn mặt này nó tiếp xúc với cả khuôn mặt theo chu vi, nó giúp cho bệnh nhân có vẻ thoải mái hơn. Và cái tiêu chí lựa chọn cái mặt nạ toàn mặt này thường là có thể là ở trong những cái trường hợp mà bệnh nhân thở bằng miệng hoặc là những cái bệnh nhân mà có bất thường giải phẫu về cái khuôn mặt, thì khi đó mà lựa chọn cái mask mũi miệng ấy, thì nó sẽ không thể kín được vào cái khuôn mặt của bệnh nhân. Cái mặt nạ thứ sáu đó là cái mặt nạ handmade. Thì cái mặt nạ handmade này thì trong các cái tài liệu mà tôi đọc được thì nó chỉ thường sử dụng ở những cái bệnh nhân mà suy hô hấp mà cần phải thở máy không xâm nhập thôi, chứ còn trên các cái tài liệu y văn thì tôi cũng chưa đọc được những cái trường hợp nào mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ mà phải sử dụng cái mặt nạ handmade này. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là như vậy là trong 6 cái loại mặt nạ này thì chúng ta sẽ quan tâm đến 3 cái loại mặt nạ đầu, đó là mặt nạ mũi, mặt nạ gối mũi và cái mặt nạ mũi miệng, là những cái loại mặt nạ mà chúng ta thường thấy và thường được sử dụng ở trên lâm sàng. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ đi vào để chúng ta sẽ xem là tại sao cái mặt nạ mũi nó lại được coi là cái first choice trong cái việc mà lựa chọn cái mặt nạ thở cho bệnh nhân. Thì đây là một cái nghiên cứu rất là hay được đăng tải trên tạp chí của Hội Hô hấp châu Âu vào năm 2012, và cái nghiên cứu này thì đã được trích dẫn trong rất là nhiều các cái bài viết. Thì ở đây nhóm tác giả đã tiến hành đo đa ký cho một bệnh nhân nam 69 tuổi. Bệnh nhân này thì có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ rất là nặng, với cái chỉ số ngưng giảm thở là lên tới là 76 cơn trong một giờ, và cái độ bão
bão hòa oxy máu của bệnh nhân thấp nhất là còn có 58%. Chúng ta thấy rằng là cái cơn ngừng thở nó làm cho cái độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân giảm xuống rất là thấp. Thế thì sau khi mà bệnh nhân này được chẩn đoán thì tác giả đã cho bệnh nhân chuẩn độ máy CPAP bằng cái mặt nạ, đó là mặt nạ mũi miệng. Thì nhận thấy rằng là khi mà bệnh nhân được sử dụng cái mặt nạ mũi miệng thì cái chỉ số ngưng giảm thở của bệnh nhân giảm xuống chỉ còn có 32. Đấy thì chúng ta thấy rằng là trên 30 thì vẫn là ngừng thở ở mức độ nặng và cái áp lực của máy thở khi đó là 16 và cái SpO2 bé nhất thì nó vẫn chỉ là tăng được từ 58 lên 78% thôi. Thế thì các cái tác giả này đã đưa bệnh nhân vào cái đêm chuẩn độ thứ hai. Thì cái đêm chuẩn độ này thì nhóm tác giả đã nửa cái đêm đầu thì nhóm tác giả đã cho bệnh nhân là thở bằng cái mặt nạ mũi. Thì nhận thấy rằng là khi mà bệnh nhân thở bằng cái mặt nạ mũi ấy, thì các cái cơn ngưng thở giảm thở của người ta gần như là biến mất hoàn toàn. Và thứ hai đó là cái áp lực của máy thở nó chỉ xung quanh khoảng là 8 cm nước thôi. Thế còn ở cái nửa đêm sau khi mà người ta tháo cái mặt nạ mũi ra và người ta thay bằng cái mặt nạ mũi miệng thì người ta lại thấy lập tức rằng là các cái cơn ngưng thở giảm thở thì lại xuất hiện trở lại. Và một cái điểm đặc biệt là chúng ta thấy rằng là cái áp lực máy thở lúc này thì người ta đang để ở cái chế độ là auto CPAP thì nó lại tăng dần lên và chúng ta thấy cái áp lực máy thở nó lên đến tận là 16 cm nước. Và khi mà người ta nhận thấy một cái đặc điểm như thế này thì người ta tiến hành vào ngày sáng ngày hôm sau thì người ta đã tiến hành cho bệnh nhân ngủ bằng midazolam, sau đó thì tiến hành là nội soi để xem là cái đường hô hấp trên như thế nào. Thì người ta thấy rằng là khi mà bệnh nhân sử dụng cái mặt nạ mũi ấy, thì cái đường hô hấp trên của bệnh nhân mở rất là tốt. Còn khi mà bệnh nhân sử dụng cái mặt nạ mũi miệng thì người ta lại thấy rằng là cái đường hô hấp trên của bệnh nhân lại bị hẹp lại. Vậy thì tại sao lại như vậy? Thế thì chúng ta sẽ nhìn vào cái sơ đồ này, chúng ta sẽ thấy rằng là khi bệnh nhân sử dụng cái mặt nạ mũi thì cái áp lực dương của cái máy CPAP nó chỉ đi vào theo một đường thôi. Và khi đó thì cái khẩu cái mềm nó sẽ ép vào cái gốc lưỡi và làm cho cái đường thở của bệnh nhân được mở rộng ra hơn. Thế còn nếu như mà bệnh nhân sử dụng một cái CPAP với cái mặt nạ mũi miệng thì lúc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái áp lực dương nó sẽ đi vào theo hai đường. Và cái áp lực dương nó đi qua cái đường miệng của bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy là vô hình chung nó sẽ đẩy cái gốc lưỡi và đẩy cái khẩu cái mềm ra đằng sau và nó làm hẹp cái đường thở. Thì đó là cái lý do tại sao. Thế thì rất là nhiều các cái nghiên cứu đã chứng minh rằng là cái mặt nạ mũi thì nó có vẻ như là ưu điểm hơn cái mặt nạ mũi miệng. Cụ thể đây là một cái nghiên cứu meta-analysis được đăng trên tạp chí Chest vào năm 2018. Thì cái nghiên cứu này tập hợp rất là nhiều nghiên cứu, kể cả các nghiên cứu ngẫu nhiên và nghiên cứu không ngẫu nhiên, thì cho thấy rằng khi bệnh nhân sử dụng cái mặt nạ mũi ấy, thì cái áp lực CPAP cần thiết để xóa được các cái cơn ngừng thở giảm thở thì thấp hơn so với cả cái mặt nạ mũi miệng. Thứ hai là cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư, tức là cái chỉ số mà sau khi bệnh nhân đã được điều trị CPAP rồi thì còn lại các cái chỉ số mà cái số cơn ngưng giảm thở là còn lại là bao nhiêu thì người ta gọi là cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư. Thì người ta cũng nhận thấy rằng qua các cái nghiên cứu thì cái chỉ số AHI tồn dư khi mà bệnh nhân sử dụng cái mặt nạ mũi thì thấp hơn so với cả mặt nạ mũi miệng. Bên cạnh đó thì cái nghiên cứu này cũng đã chỉ ra rằng là nếu như mà bệnh nhân sử dụng cái mặt nạ mũi miệng này thì cái tuân thủ điều trị CPAP kém hơn là mặt nạ mũi. Như vậy hầu hết các cái nghiên cứu đều cho chúng ta một cái kết luận rằng là cái mặt nạ mũi thì có vẻ như có nhiều cái ưu điểm, nhiều cái ưu việt hơn là việc sử dụng mặt nạ mũi miệng. Thế thì qua các cái nghiên cứu đó thì ATS năm 2020 đã đưa ra cho chúng ta một cái bảng tổng hợp để chúng ta thấy được rằng là tại sao cái mask mũi nó lại là một cái lựa chọn đầu tay khi mà chúng ta sử dụng để điều trị cho bệnh nhân có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, bởi vì nó có rất là nhiều các lợi ích. Thứ nhất là cái mask mũi này chúng ta thấy rằng là nó sẽ thoải mái hơn, rồi là cái tổng dò khí của cái mask mũi thì nó ít hơn, rồi là cái áp lực mà cần thiết để có thể xóa được các cái cơn ngừng thở giảm thở cho bệnh nhân là thấp hơn, bệnh nhân cái độ tuân thủ của bệnh nhân cao hơn và cái nguy cơ mà hít phải khí CO2 hay là nuốt phải khí của bệnh nhân thì cũng sẽ thấp hơn. Một cái trong những cái mà chúng ta thấy đó là cái nhược điểm duy nhất của cái mặt nạ mũi này đó là cái dò khí ở miệng, tức là bệnh nhân bị há miệng khi ngủ. Thế thì chúng ta sẽ thấy là đối với những cái mặt nạ mũi miệng ấy thì nó lại kiểm soát tốt được trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị dò khí ở miệng, và nó cũng kiểm soát tốt được trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có dò khí liên quan đến cái giai đoạn giấc ngủ REM, tức là cái giai đoạn có cử động mắt nhanh. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ lưu ý là tất cả những cái gì được coi là ưu điểm của cái mặt nạ mũi thì nó lại là nhược điểm của cái mặt nạ mũi miệng.
chúng ta sẽ đi vào một cái phần tiếp theo, đó là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái mặt nạ mũi thì theo các nghiên cứu thì nó ưu việt hơn là cái mặt nạ mũi miệng rồi. Thế thì chúng ta sẽ đi vào chúng ta so sánh xem là tại sao mà cái mặt nạ giữa cái mặt nạ mũi và cái mặt nạ gối mũi này thì cái mặt nạ gối mũi lại vẫn chưa được coi là cái lựa chọn hàng đầu. Về mặt cảm quan thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái mặt nạ gối mũi thì là nó tương đối là nhẹ nhàng và nó đơn giản hơn cái mặt nạ mũi, đúng không ạ? Thế thì ở đây thì các cái nghiên cứu mà tôi đọc được thì có rất là nhiều các cái nghiên cứu, và các cái nghiên cứu này thì nó cho những cái kết quả mà đến hiện nay thì vẫn còn mâu thuẫn với nhau. Cụ thể là có những cái nghiên cứu mà họ thấy rằng là khi mà sử dụng mặt nạ mũi hay là mặt nạ gối mũi thì cho cái hiệu quả là như nhau. Ví dụ như là nghiên cứu của Massey năm 2003. Tuy nhiên là cái nghiên cứu này cỡ mẫu chỉ có 39 bệnh nhân thôi và theo dõi trong thời gian rất là ngắn, có 3 tuần. Rồi là nghiên cứu của Ryan hay nghiên cứu của Du thì cái cỡ mẫu cũng còn tương đối là nhỏ. Một nghiên cứu khác của tác giả Lanza được đăng trên tạp chí Sleep vào năm 2018 thì cái cỡ mẫu đã bắt đầu lớn hơn với N là 144 và theo dõi trong thời gian là 1 năm, thì cũng thấy rằng là cái mặt nạ gối mũi này về cái hiệu quả lâu dài và về cái tuân thủ thì nó có vẻ tương tự như là cái mặt nạ mũi. Tuy nhiên là khi mà bệnh nhân sử dụng cái mặt nạ gối mũi này thì cái tác dụng phụ thường gặp là bệnh nhân sẽ bị đau ở hai bên lỗ mũi. Rồi là một nghiên cứu rất là gần đây là được đăng tải đầu năm 2021, đó là nghiên cứu của tác giả Jonanto. Thì nghiên cứu của tác giả này trên 157 bệnh nhân, trong đó có 86 bệnh nhân là sử dụng mặt nạ mũi và 71 bệnh nhân sử dụng cái mặt nạ gối mũi, thì cho thấy rằng là cái mặt nạ gối mũi này có vẻ như là hiệu quả ngang bằng với cả mặt nạ mũi và có thể được coi là cái lựa chọn ban đầu để chuyển đổi CPAP. Tuy nhiên là chúng ta thấy cái nghiên cứu này là mới được đăng tải mới đầu năm 2021. Thế thì chúng ta sẽ đi vào các cái nghiên cứu lâu hơn, một nghiên cứu trước đó, để chúng ta sẽ xem là tại sao cái mặt nạ gối mũi nó có những cái nhược điểm gì. Thế thì một cái nghiên cứu của tác giả Du năm 2013 trên cỡ mẫu là 21 bệnh nhân thì thấy rằng là cái mặt nạ gối mũi này nó có vẻ là ít gây tắc nghẽn hơn, tức là ít gây cái cảm giác tắc nghẽn hơn cho bệnh nhân, nhưng mà nó lại kém ổn định hơn. Và một cái nghiên cứu của tác giả Boren được đăng trên tạp chí PLOS ONE vào năm 2013 thì người ta thấy rằng là gì ạ? Cái mặt nạ gối mũi này thì về cái mức độ tuân thủ của nó thì kém hơn một chút so với cả cái mặt nạ mũi, và chúng ta lưu ý rằng là cái cỡ mẫu ở trong nghiên cứu này là lên tới 2.311 bệnh nhân. Một cái nghiên cứu khác mà tôi muốn trình bày ở đây đó là một cái nghiên cứu được mới đăng tải cách đây có mấy tháng thôi, đăng tải vào tháng 6 năm 2021 của một nhóm tác giả người Hàn Quốc. Thì nhóm tác giả này thì đã tiến hành trên 120 bệnh nhân được điều trị bằng ô tô CPAP, và những cái nhóm bệnh nhân này thì được điều trị, có nhóm thì được điều trị bằng cái mask mũi và có nhóm thì được điều trị bằng cái mask gối mũi. Thì cái kết quả của cái nghiên cứu này thấy rằng là những cái bệnh nhân mà sử dụng cái mask gối mũi, nhất là những cái bệnh nhân mà nam giới tuổi cao và những cái bệnh nhân mà có cái thể trạng là béo bụng ấy, thì nó sẽ liên quan rất mật thiết đến cái giò khí. Thế thì chúng ta sẽ xem tiếp một cái nghiên cứu này rất là hay, được đăng tải năm 2019. Thì cái nghiên cứu này nó so sánh ba cái nhóm mặt nạ, đó là mặt nạ mũi, mặt nạ gối mũi và cái mặt nạ mũi miệng. Thì thấy rằng là có vẻ như với cái mặt nạ gối mũi này thì cái áp lực P95, tức là cái áp lực mà cần thiết để xóa được các cái cơn ngừng thở, giảm thở cho bệnh nhân thì có vẻ là thấp nhất, và cái chỉ số AHI tồn dư ở giữa hai cái nhóm là nhóm thở bằng mặt nạ mũi và nhóm thở bằng mặt nạ gối mũi thì có vẻ như là tương đương nhau. Nhưng khi mà chúng ta xem đến cái giò khí thì chúng ta lại thấy rằng là cái giò khí ở cái mặt nạ gối mũi này thì nó lại cao hơn cái giò khí ở cái mặt nạ mũi. Thế còn về cái mức độ mà tuân thủ điều trị của bệnh nhân thì trong nghiên cứu này thì lại thấy rằng là nó như nhau ở giữa ba nhóm. Thế thì chúng ta sẽ đi vào chúng ta tìm hiểu tại sao cái mặt nạ gối mũi nó lại gây giò khí nhiều hơn cái mặt nạ mũi. Bởi vì về mặt cảm quan thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi bệnh nhân sử dụng cái mặt nạ gối mũi như thế này thì chúng ta sẽ thấy là nó khớp kín vào hai cái lỗ mũi của bệnh nhân. Vậy thì tại sao nó lại gây ra cái giò khí? Ở đây thì một cái nghiên cứu được đăng tải vào năm 2012, họ đã đặt ra một cái giả thuyết rằng là nếu như mà chúng ta cố định cái mask gối mũi mà cho bệnh nhân mà tốt, mà đúng như thế này thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là trong đêm ngủ thì bệnh nhân sẽ không nằm yên, đúng không ạ? Bệnh nhân sẽ quay ngang, quay ngửa, rồi nghiêng phải, nghiêng trái. Thế thì khi đó thì người ta sẽ thấy là có cái sự di lệch của cái mask gối mũi và nó làm thay đổi cái góc định vị của cái gối mũi, tức là cái góc silicone ở trong cái mũi của bệnh nhân ấy, và nó gây ra một cái lực ép của cái silicone này vào cái da ở dưới mũi của bệnh nhân và nó chặn các cái lỗ của cái gối mũi này. Và khi đó thì người ta thấy rằng là các cái dòng chảy của cái máy CPAP nó vẫn tiếp tục thoát ra theo cái cổng thở
của thiết bị và áp suất thì nó vẫn giữ ở mức áp lực dương như cũ. Để dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ nhìn vào cái đồ thị này. Chúng ta sẽ thấy là đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân đã được đeo đúng cái mask gối mũi rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái máy thở thì sẽ vẫn thổi ở cái áp lực dương là 7 cm nước và cái dòng khí flow qua mũi của bệnh nhân thì vẫn rất là đều đặn. Thế thì khi mà bệnh nhân bị lệch cái gối mũi này một chút thì chúng ta thấy rằng là cái mask thở, cái máy thở của bệnh nhân thì vẫn thổi với áp lực là 7 cm nước, nhưng mà cái dòng khí flow qua mũi thì chúng ta thấy rằng không còn nữa mà nó thẳng băng. Đó thì đấy là cái lý do mà tại sao chúng ta thấy rằng là cái gối mũi, cái mặt nạ gối mũi nó chưa được coi là cái first choice, cái lựa chọn hàng đầu trong cái việc mà lựa chọn mask thở cho bệnh nhân. Chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ hai, đó là các cái loại dò khí ở các loại mặt nạ. Thì ở đây thì chúng ta sẽ xem cấu tạo của một cái mask thở. Thì nếu như mà các quý vị đồng nghiệp để ý thì chúng ta sẽ thấy là cái mask thở của bệnh nhân ấy thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái được gọi là cái chặn cái chốt ở trên trán ấy, được gọi là cái forehead. Thì cái forehead này thì nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy là nó di chuyển được, nó có thể đẩy lên trên, đẩy ra sau một chút, và đồng thời là cái bản của cái forehead này thì chúng ta sẽ có là nó sẽ quay nghiêng được, nó có thể nghiêng lên trên, có thể nghiêng xuống dưới để làm sao cho chúng ta cố định một cách tốt vào cái khuôn mặt bệnh nhân để tránh bị gió khí. Một cái đặc điểm thứ hai nữa ở trong cái cấu tạo mask chúng ta sẽ phải lưu ý đó là nó có những cái lỗ rò rỉ khí tích hợp, tức là cái cổng để làm sao để thoát cái khí CO2 ra. Và một đặc điểm nữa đó là nó có một cái van chống ngạt. Thế thì chúng ta sẽ biết là cái van chống ngạt này ấy, nó sẽ hoạt động khi nào? Khi mà chúng ta thấy rằng là cái máy thở của bệnh nhân bị trục trặc hoặc là nguồn điện bị mất, thì không lúc đấy thì không khí nó sẽ không đi qua cái đường dây dẫn nữa. Và chúng ta sẽ thấy rằng là trong những cái trường hợp đó thì cái áp lực, khi mà cái áp lực nó xuống dưới 3 cm nước thì cái van chống ngạt này nó sẽ mở ra và sẽ giúp cho bệnh nhân là hít thở oxy và thải khí CO2 bình thường, và khi đó thì bệnh nhân sẽ không bị ngạt. Thế về các cái loại dò khí thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái loại dò khí, là dò khí có chủ đích và dò khí không chủ đích. Dò khí có chủ đích tức là dò khí từ các cái lỗ mà giao diện tích hợp mà để thải cái CO2 qua các cái mặt nạ thở, và dò khí không chủ đích thì chúng ta sẽ xem ở các cái slide tiếp. Thế thì chúng ta đi vào cái dò khí đầu tiên là dò khí có chủ đích, thì chúng ta sẽ thấy là các cái giao diện dò rỉ tích hợp này nó có thể ở trên thân mặt nạ hoặc là nó có thể ở trên các cái khuỷu tay thông khí. Và chúng ta sẽ lưu ý đó là những cái lỗ dò rỉ này nó sẽ giúp cho bệnh nhân thải ra cái khí CO2. Thế ở những cái bệnh nhân mà có hội chứng ngưng giảm thở khi ngủ ấy thì chúng ta hãy dùng những cái loại mask mà nó có những cái giao diện dò rỉ tích hợp này, và người ta gọi đó là một cái vented mask. Thế còn chúng ta sẽ lưu ý là có những cái mask mà nó gọi là non-vented mask, có nghĩa là nó không có những cái giao diện rò rỉ tích hợp này. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ thường là chỉ sử dụng cho những cái bệnh nhân mà suy hô hấp, mà bệnh nhân cần phải có cái hệ thống là double như thế này, tức là sẽ có một cái đường để phải thải CO2 ra. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái dò rỉ khí có chủ đích thì thông thường là các cái hãng máy thở, trong các cái phần mềm của các cái hãng khác nhau thì họ sẽ cung cấp cho chúng ta các cái thông số để mà các cái máy đó nó sẽ tính toán các cái dò rỉ khí có chủ đích cho chúng ta. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta đó là khi mà cài đặt máy thở cho bệnh nhân ấy thì sẽ có một cái trường mà người ta sẽ cho chúng ta là lựa chọn là bệnh nhân đang thở cái loại mát thở nào. Thì lúc đấy chúng ta chỉ cần lựa chọn đúng cái loại mát thở mà bệnh nhân đang thở thì máy nó sẽ tính toán cho chúng ta cái dò rỉ khí có chủ đích này. Bởi vì chúng ta thấy rằng là các cái loại mask thở khác nhau, và khi chúng ta sử dụng các cái áp lực khác nhau thì chúng ta sẽ thấy là có các cái dò rỉ khí có chủ đích khác nhau. Cụ thể là chúng ta sẽ thấy là những cái bệnh nhân mà sử dụng cái mặt nạ mũi miệng ấy thì thường là có cái dò rỉ khí có chủ đích cao hơn so với cả cái việc mà sử dụng cái mask mũi. Thế thì đây là một cái bản ghi của cái máy Respect. Thì chúng ta sẽ thấy là ở cái hãng Respect thì họ chỉ cho chúng ta một cái thông số, đó là cái tổng dò khí thôi. Nhưng ở đây thì các quý vị có thể thấy rằng là chúng ta có một cái đường nét đứt. Ở cái đường nét đứt này thì nó là cái ngưỡng dò khí có chủ đích. Thế thì khi mà các cái dò khí mà nó ở dưới cái mức này thì chúng ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân này là cái dò khí có thể chấp nhận được. Nhưng mà khi mà các cái dò khí này nó vượt lên trên cái đường ngưỡng này thì chúng ta sẽ phải xem là bệnh nhân có kèm theo các cái dò khí không chủ đích hay không. Và lúc đó thì chúng ta sẽ phải đi tìm nguyên nhân. Và đây là một cái ví dụ của cái bản ghi của cái máy Philips. Thì chúng ta thấy rằng là hãng Philips thì nó cho chúng ta là hai cái thông số, đó là cái tổng dò khí và cái dò khí không chủ đích. Thì chúng ta sẽ thấy là cái dò khí không chủ đích hay là những cái dò khí mà nó nghiêm trọng ấy thì sẽ được cốt bằng cái cột màu đen. Thì chúng ta sẽ dò và chúng ta sẽ xem là ở cái đoạn nào là bệnh nhân có những cái dò khí mà bị nghiêm trọng.
Thế thì về các cái dò khí không chủ đích thì chúng ta sẽ có thể tham khảo cái bảng, cái sơ đồ của ATS vào năm 2013. Thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái trường hợp mà bệnh nhân có dò khí nhỏ, tức là cái dò khí mà chấp nhận được, thì chúng ta sẽ tiếp tục là theo dõi cho bệnh nhân trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Thế còn nếu trong trường hợp mà bệnh nhân có những cái dò khí ở ở master mà nó lớn ấy, thì lúc đó thì chúng ta bắt buộc phải đi tìm nguyên nhân là dò khí là cái gì để chúng ta giải quyết. Thế thì chúng ta sẽ đi vào cái loại dò khí thứ hai, đó là dò khí không chủ đích hay là cái dò khí mà không mong muốn. Thì nhiệm vụ của chúng ta đó là khi mà bệnh nhân thở máy mà có những cái dò khí không chủ đích như thế này, thì chúng ta phải làm như thế nào để cái dò khí không chủ đích này nó ở cái mức thấp nhất có thể. Thế thì cái dò khí không chủ đích thì chúng ta sẽ thấy có hai loại. Loại một đó là dò khí qua cái diện tiếp xúc mặt nạ, và cái loại hai đó là cái dò khí qua miệng. Thì cái dò khí qua diện tiếp xúc mặt nạ này thì không có cách nào khác, đó là chúng ta sẽ phải chọn cái size mặt nạ phù hợp với cả cái size mặt của bệnh nhân, và chúng ta sẽ phải cố định các cái dây đai làm sao cho cái mask nó không bị hở. Thế còn cái dò khí thứ hai đó là cái dò khí qua miệng, thì cái dò khí này nó tốn rất là nhiều giấy bút của các nhà nghiên cứu, và có rất là nhiều các cái bài báo được đăng xung quanh về các cái dò khí mà qua miệng. Thế thì cái dò khí qua miệng này thì thông thường là chúng ta sẽ gặp ở những cái bệnh nhân mà được thở bằng mặt nạ mũi hoặc là cái mặt nạ gối mũi. Về tác dụng không mong muốn thì cái dò khí này về phía bệnh nhân thì nó sẽ làm cho bệnh nhân có nhiều các cái vi thức ban đêm, rồi là bệnh nhân bị khô miệng, bệnh nhân có cảm giác là tắc nghẽn ở mũi. Còn về phía các bác sĩ chúng ta thì nếu như mà chúng ta có một cái bệnh nhân mà bị dò khí ở miệng nhiều thì có nghĩa là bệnh nhân sẽ giảm tuân thủ điều trị và chúng ta sẽ thất bại điều trị. Thế thì chúng ta sẽ đi vào các cái nguyên nhân để xem là tại sao lại bệnh nhân lại bị dò khí ở miệng. Thì chúng ta biết rằng là bệnh nhân dò khí ở miệng là khi mà ngủ bệnh nhân có cái độ mở miệng, tức là bệnh nhân bị há miệng ra trong khi ngủ do cái độ mở hàm. Và cái thứ hai đó là do cái mất cái độ liên hợp hay là độ đóng giữa cái khẩu cái mềm và lưỡi. Ở đây chúng ta thấy một cái trường hợp đó là nếu mà bệnh nhân không bị thở miệng thì dòng khí nó chỉ đi một đường vào trong phổi của bệnh nhân thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy đây là một cái trường hợp bệnh nhân bị xa khẩu cái mềm. Thế thì ở cái thì thở ra thì chúng ta thấy rằng là cái đường ở phía trên nó bị đóng lại. Thế thì khi đó thì bắt buộc bệnh nhân sẽ phải thở ra bằng miệng. Hoặc là chúng ta sẽ thấy rằng là cái khẩu cái mềm và cái gốc lưỡi này của bệnh nhân nó không đi cùng với nhau, nó không liên hợp với nhau. Thế thì khi đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân sẽ cả cái đường không khí đi vào hay đường không khí đi ra thì bắt đầu là nó, chúng ta sẽ thấy có hiện tượng là nó sẽ đi theo hai đường và khiến cho bệnh nhân phải mở miệng trong khi ngủ. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở những cái đối tượng mà không bị ngưng thở, có nghĩa là cái sức đề kháng mũi của người ta bình thường, thì cái thời gian ngủ mà bệnh nhân thở bằng miệng ấy thì ít hơn 10% cái tổng thời gian mà bệnh nhân ngủ. Nhưng mà ở những cái đối tượng mà thở bằng miệng thì chúng ta thấy rằng là họ dành trên 30% cái tổng thời gian ngủ để thở bằng miệng. Và một cái điều rất là đáng buồn đó là những cái bệnh nhân mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì lại thường là những cái bệnh nhân mà bị thở miệng. Và các cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là có đến 77% bị cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là đã dành trên 30% tổng thời gian là để chỉ là thở bằng miệng trong khi ngủ thôi. Thế thì chúng ta sẽ xem xét các cái yếu tố nguy cơ. Vậy thì những cái bệnh nhân nào là những cái bệnh nhân mà có nguy cơ dò khí ở miệng hơn? Thứ nhất đó là những cái bệnh nhân bị tắc nghẽn ở mũi, ví dụ như là những cái bệnh nhân mà có polyp ở mũi, hoặc là có những cái bất thường giải phẫu ở mũi, hoặc là bệnh nhân mà có bị viêm mũi dị ứng chẳng hạn, thì khi ngủ thì rất dễ là họ sẽ bị thở bằng miệng. Rồi là những cái bệnh nhân mà đã được điều trị bằng máy CPAP rồi nhưng mà cái áp lực chúng ta lựa chọn cho họ nó không đủ. Nó không đủ để xóa hết các cái cơn ngừng thở giảm thở. Khi đó thì nó cũng có thể là cái yếu tố nguy cơ dẫn đến là cái việc há miệng của bệnh nhân trong khi ngủ. Và cái thứ ba đó là những cái trường hợp mà bị thiếu răng hoặc là mất răng thì nó sẽ làm thay đổi tư thế của lưỡi, và khi đó thì nó sẽ làm là cái yếu tố nguy cơ mà dẫn đến cái mở miệng cho bệnh nhân. Thì đây là một cái ví dụ được cái tác giả Tamizie mà đã được trình bày trong một cái bài báo cáo rất là thú vị của ông cách đây khoảng 3 đến 4 tuần trong cái hội nghị của EIS năm 2021. Thì đây là một cái ví dụ mà ông đưa ra mà tôi thấy rất là hay, đó là ông ấy theo dõi một cái bệnh nhân mà bị ngừng thở khi ngủ mức độ nặng trong thời gian là 10 năm. Và lúc ban đầu thì cái bệnh nhân này thì được sử dụng cái mặt nạ mũi ấy, thì người ta thấy rằng là cái chỉ số AHI giảm xuống còn rất là thấp. Nhưng mà đến một cái thời điểm
mà bệnh nhân đã bị hỏng hay là bệnh nhân bị vỡ cái răng giả, tức là cái hàm răng giả của người ta. Thế thì khi đấy thì người ta thấy rằng là bệnh nhân vẫn thở máy và cái chỉ số AHI của bệnh nhân thì lại tăng lên. Thế thì các bác sĩ đã quyết định là đổi sang dùng cái mặt nạ full face, tức là cái mặt nạ cả mũi cả miệng đấy, thì thấy rằng là nó không những cải thiện mà cái chỉ số AHI của bệnh nhân lại còn tăng cao hơn nữa. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là sau đó thì bệnh nhân này đã được sửa lại và đã được làm lại cái hàm răng giả của mình, và đồng thời sử dụng cái chin shaft, tức là cái dây đeo để nâng cái hàm của bệnh nhân lên, và quay trở lại cái sử dụng cái mặt nạ mũi thì lại thấy là cái chỉ số AHI của bệnh nhân lại giảm xuống tương đối tốt. Thế thì cái ví dụ này để cho chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ không chỉ quan tâm đến cái vấn đề là tắc nghẽn mũi của bệnh nhân, mà chúng ta sẽ phải quan tâm đến cả cái vấn đề răng miệng của bệnh nhân khi mà chúng ta cho bệnh nhân thở máy nữa. Một trong những cái yếu tố nguy cơ nữa đó là các cái giai đoạn ngủ. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà bệnh nhân mà nằm ngửa mà rơi vào các cái giai đoạn mà giấc ngủ sâu ấy, thì người ta thấy rằng là ở trong những cái giai đoạn đó thì cái độ mở của cái hàm dưới nó cũng sẽ tăng lên. Và một trong những cái yếu tố nguy cơ rất quan trọng đó là cái vấn đề về cân nặng. Đặc biệt là ở những cái đối tượng mà béo phì thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó bị lắng đọng các cái chất béo, các cái mô mỡ ở dưới cằm. Thế thì khi mà bị lắng đọng như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà bệnh nhân nằm ngửa xuống, khi mà bệnh nhân ngủ thì cái trọng lực của mô mỡ nó sẽ kéo cái hàm xuống và làm cho bệnh nhân là mở hàm ra khi ngủ. Thế thì làm thế nào để chúng ta phát hiện được các cái giò khí của miệng? Thì không có cách nào khác là chúng ta sẽ phải quan sát bệnh nhân khi ngủ. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ phân tích các cái sóng, các cái sóng qua các cái cảm biến dòng khí flow. Cụ thể là ở đây chúng ta thấy là trong trường hợp mà bệnh nhân có hít thở bình thường thì chúng ta sẽ thấy các cái nhịp hít vào thở ra của bệnh nhân có các cái đỉnh nhọn. Nhưng khi mà bệnh nhân mà có cái hiện tượng là thở bằng miệng thì chúng ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân chỉ có cái nhịp mà có cái đỉnh nhọn của cái nhịp hít vào thôi, mà cái nhịp thở ra thì chúng ta thấy là lúc này thì bệnh nhân thở bằng miệng, nên là chúng ta sẽ không quan sát được. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái bảng tổng hợp mà ATS đưa ra vào năm 2020, các cái nguyên nhân của cái giò khí. Thì chúng ta sẽ thấy rằng khi bệnh nhân có một cái giò khí thì chúng ta sẽ phải xem rất là nhiều các cái yếu tố, ví dụ như là chúng ta chọn mask cho bệnh nhân như thế nào, cái áp lực máy thở chúng ta để cho bệnh nhân ra sao, rồi là các cái giò khí này nó xuất hiện khi mà bệnh nhân nằm ở tư thế nào, hay là các cái giò khí này thường xuất hiện ở cái giai đoạn giấc ngủ nào. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải xem các cái yếu tố mà liên quan đến người bệnh, ví dụ như là BMI của bệnh nhân có cao hay không, ví dụ như là bệnh nhân có tắc nghẽn ở mũi hay không, rồi là tuổi giới của bệnh nhân. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải xem cả cái cấu trúc giải phẫu của hầu họng của người ta có gì bất thường hay không, bệnh nhân có bị mất răng hay không nữa. Thì đây là tất một cái bảng tổng hợp mà những cái yếu tố mà chúng ta sẽ phải xem khi mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có bị giò khí trong khi mà chúng ta sử dụng cái mask thở để điều trị cho bệnh nhân. Thế thì tôi sẽ đi vào cái phần thứ ba, đó là chúng ta sẽ theo dõi các cái biến chứng khi mà sử dụng các cái máy thở hay các cái mặt nạ thở như thế nào. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là một trong các biến chứng đó là rò rỉ khí mà chúng ta đã phân tích rất là kỹ ở trên, rồi là các cái biến chứng về đau họng. Thế thì ở đây thì có một cái mẹo mà rất là nhiều các cái bài báo mà người ta đã viết, đó là thay vì cái việc mà các bác sĩ chúng ta hỏi bệnh nhân là ông bà có bị thở bằng miệng vào ban đêm hay không, thì chúng ta lại nên tập trung vào cái việc là quan sát bệnh nhân ở cái đêm đo đa ký để xem là thực sự là bệnh nhân có bị há miệng, có bị thở bằng miệng trong khi ngủ hay không. Cái điều này rất là quan trọng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà bệnh nhân có các cái cơn ngừng thở thì sau cái cơn ngừng thở đó thì bệnh nhân sẽ có cái giai đoạn là tăng thông khí, tức là bệnh nhân thở rất là nhanh, rất là dồn dập bù lại để có thể bù lại được cái lượng mà SpO2 nó bị suy giảm. Thì khi đó thì họ luôn có cảm giác là họ bị khô miệng và họ luôn có cảm giác là họ phải thở bằng miệng trong đêm. Nhưng trên thực tế thì nhiều bệnh nhân là không thở bằng miệng. Một trong những cái biến chứng nữa chúng ta có thể theo dõi đó là các cái dấu hiệu tổn thương ở da. Ví dụ như là ở đây thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân có những cái vết loét do tì đè của cái mask thở ở trên da của bệnh nhân. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có thể thấy đây là cái vết loét độ 3, hay là đây là một cái vết loét độ 2 mà do bệnh nhân sử dụng các cái mask thở. Một trong những cái biến chứng nữa mà tôi thấy là rất là hay được các cái bác sĩ tai mũi họng, được các cái bác sĩ về nhãn khoa, bác sĩ y sĩ mắt, người ta thông báo một cái case lâm sàng ở trên PubMed, đó là có một cái trường hợp mà bệnh nhân là khi mà sử dụng cái máy thở vào ban đêm thì người ta thấy rằng là có cái hiện tượng mà phù quanh ổ mắt. Thì cái hiện tượng này nó xuất hiện vào buổi sáng.
và đến buổi chiều thì nó sẽ dần dần là nó biến mất. Thì đấy là cũng là một trong những cái biến chứng mà chúng ta có thể gặp ở những cái bệnh nhân mà chúng ta cho thở máy vào ban đêm. Rồi là một cái nữa mà chúng ta phải theo dõi đó là sự mày mò của bệnh nhân. Thì cái hình ảnh này tôi lấy trong bài giảng của giáo sư Francis Martin ở trong cái lớp giảng DUI năm 2021. Đó là gì ạ? Bệnh nhân đã lấy bông, hoặc là có thể là có những cái bệnh nhân đã lấy băng dính là bịt kín những cái lỗ mà dò khí tích hợp, tức là cái dò khí có chủ đích vào. Thì những cái này thì chúng ta cũng sẽ phải theo dõi, chúng ta cũng sẽ phải hướng dẫn cho bệnh nhân một cách hết sức là tỉ mỉ. Thế thì chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề đó là xử trí các cái biến chứng. Nếu như mà bệnh nhân bị dò khí quanh cái mặt nạ thì chúng ta sẽ phải lựa chọn lại cái mặt nạ cho bệnh nhân, xem là cái mặt nạ này đã đúng cái kích thước size với cả cái khuôn mặt bệnh nhân hay chưa, và chúng ta sẽ kiểm tra cái lắp đặt mặt nạ xem là đã kín hay chưa. Nếu như bệnh nhân có các cái dò khí qua miệng thì việc đầu tiên chúng ta phải đi làm đó là chúng ta sẽ xem là bệnh nhân có những cái tắc nghẽn, có bất thường gì ở mũi hay không để chúng ta giải quyết, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là chúng ta có thể sử dụng cái chin strap, tức là cái dây đeo hàm để nâng cái hàm của bệnh nhân lên trong khi ngủ. Thì cái chin strap này là tương đối là dễ sử dụng bởi vì nó là một cái dụng cụ để thêm vào thôi. Nhưng mà các cái nghiên cứu mà tôi đọc được ấy, thì là người ta nói rằng là cái chin strap này này nó là cái biện pháp tạm thời thôi mà nó không phải là cái biện pháp lâu dài. Và khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta đã sử dụng tất cả những cái biện pháp này rồi mà bệnh nhân vẫn có bị cái dò khí qua miệng thì lúc đấy chúng ta sẽ cân nhắc là đổi mặt nạ. Thế còn trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị nghẹt mũi, chảy mũi thì chúng ta sẽ phải kiểm tra dò khí và chúng ta cân nhắc thêm các cái thuốc điều trị viêm mũi như là các thuốc kháng histamine hay là các steroid tại chỗ. Nếu trong trường hợp bệnh nhân bị kích ứng mắt hoặc là đau mũi, đau trán thì chúng ta sẽ phải xem là chúng ta đã lựa chọn cái mặt nạ, cái size nó đã phù hợp hay chưa. Ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân này thì chúng ta thấy là cái mặt nạ nó quá to so với cả cái khuôn mặt của cô ấy. Thế cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là cái khí khi mà nó thổi thì nó sẽ thổi cả vào mắt nữa và nó sẽ gây kích ứng mắt. Rồi là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị dị ứng với cả các cái vật liệu thì chúng ta sẽ phải thay đổi các cái mask với các cái vật liệu khác. Một trong những cái vấn đề nữa ở đây đó là những cái bệnh nhân mà bị cái hội chứng là sợ không gian kín. Thì cái này thì không chỉ gặp ở những cái bệnh nhân có hội chứng ngừng thở khi ngủ mà kể cả những cái bệnh nhân mà suy hấp, những cái bệnh nhân COPD mà chúng ta gặp trên lâm sàng cũng thế. Nếu mà chúng ta vội vàng chúng ta úp cái mask thở vào mặt bệnh nhân thì có những cái bệnh nhân họ rất là kích thích và họ chống đối lại và họ không đồng ý là họ thở máy. Thế thì có một cái mẹo đó là chúng ta khi đó thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng chúng ta đặt cái mask thở lên mặt bệnh nhân và sau đó thì chúng ta đừng vội vàng là chúng ta sẽ cố định cái dây đai vội mà chúng ta sẽ dùng tay để giữ cố định cái mask đó trong khoảng 5 đến 10 phút để cho bệnh nhân quen dần với cả cái máy thở, quen dần với cả cái áp lực thở đã, thì lúc đó thì chúng ta mới thắt cái dây đai. Và một cái mẹo nữa đó là chúng ta hãy bắt đầu hỗ trợ bằng cái mức áp lực mà nó vừa phải thôi, nó thấp thôi, sau đó thì chúng ta mới tăng dần, đồng thời với cả là cái việc đó là trấn an bệnh nhân. Trong trường hợp bệnh nhân bị khô mũi hoặc miệng thì chúng ta thường là chúng ta sẽ thêm các cái bình làm ẩm và đặc biệt là chúng ta cũng sẽ phải kiểm tra cả cái dò khí nữa. Trong trường hợp bệnh nhân bị kích ứng ở da mặt thì chúng ta sẽ phải kiểm tra giao diện và chúng ta sẽ kiểm tra cái dây đai xem là chúng ta có thắt quá bị chặt quá mức hay không. Và trong những cái trường hợp nặng thì chúng ta sẽ phải hội chẩn ý kiến của chuyên gia da liễu. Thế thì có một cái quy tắc người ta gọi là cái quy tắc hai ngón tay. Đó là khi mà chúng ta đeo cái mặt nạ cho bệnh nhân ấy, thì sau khi chúng ta kiểm tra cái dò khí xung quanh cái mặt nạ của bệnh nhân và chúng ta thấy là không có cái dò khí nữa thì chúng ta sẽ cho hai cái ngón tay vào trong cái chỗ dây đai của bệnh nhân như thế này để chúng ta xem. Nếu như mà chúng ta cho được thì có nghĩa là cái đai này chúng ta thắt không bị quá chặt. Và còn có một vấn đề nữa đó là chúng ta hãy luôn giữ cho cái da mặt của bệnh nhân và cái mặt nạ này lúc nào cũng ở cái trạng thái đó là sạch và khô, bởi vì nếu mà nó bị ẩm ướt và nó bị bẩn thì chắc chắn thì nó là sẽ là cái yếu tố thuận lợi để dẫn đến việc là hình thành các cái vết loét. Ngoài ra thì chúng ta có thể thoa các cái kem bảo vệ da nữa. Thế thì về cái chiến lược mà lựa chọn và theo dõi cái mặt nạ ấy, thì các cái nghiên cứu mà chúng tôi đọc được thì thấy rằng là có người ta đã vẽ ra các cái sơ đồ. Thì đây là một cái sơ đồ lựa chọn mặt nạ của các cái tác giả người Ấn Độ. Thì trong này có cái tác giả Chipat là một cái người mà đã từng sang Việt Nam để giảng dạy về cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Còn một cái sơ đồ nữa là một cái sơ đồ của tác giả Boren, là một cái tác giả người Pháp đã được đăng trên một số các cái tạp chí của châu Âu vào năm 2014. Thì cá nhân tôi thì tôi thích cái sơ đồ của cái tác giả Boren này hơn, bởi vì là cái sơ đồ này tương đối dễ dàng
có thể là tương đối là rõ ràng và cho chúng ta những cái lựa chọn các cái master theo từng trường hợp nó tương đối là dễ. Ví dụ như ở đây thì chúng ta thấy là khi mà khởi đầu điều trị CPAP thì chúng ta phải xem là bệnh nhân có tắc nghẽn ở mũi hay không. Nếu bệnh nhân có tắc nghẽn ở mũi thì chúng ta phải đi giải quyết cái tắc nghẽn này đã. Thế nếu như bệnh nhân không có tắc nghẽn ở mũi thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng cái mask mũi là cái lựa chọn đầu tiên. Sau đó nếu mà bệnh nhân vẫn có các cái triệu chứng mà ví dụ như là viêm mũi dị ứng thì lúc đấy chúng ta có thể thêm các cái bình làm ấm, làm ẩm. Lúc đấy chúng ta có thể thêm các cái phin lọc hay chúng ta thêm các cái điều trị tại chỗ. Nếu như mà bệnh nhân sử dụng cái mask mũi này mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có các cái giò khí ở miệng thì chúng ta có thể thêm các cái dụng cụ đeo hàm là cái chin strap cho bệnh nhân. Nếu như mà chúng ta đã thêm cái chin strap này mà bệnh nhân vẫn không có cải thiện, bệnh nhân vẫn có các cái giò khí ở miệng thì lúc đó thì chúng ta sẽ cân nhắc là sử dụng sang cái mặt nạ là mũi miệng cho bệnh nhân. Thế thì để kết luận cái bài trình bày này thì tôi xin được đưa ra một số các cái ý. Thứ nhất đó là chúng ta phải cá thể hóa cái việc lựa chọn master cho bệnh nhân, và bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là những người mà sẽ được tham gia vào cái việc lựa chọn master. Bởi vì trên thực tế thì chúng ta sẽ thấy rằng là rất là nhiều bệnh nhân khi mà sử dụng những cái master quá cồng kềnh thì họ sẽ rất là sợ và họ sẽ không đeo. Và cái thời điểm quan trọng để mà hỗ trợ khắc phục các cái sự cố rồi là động viên họ để có thể tuân thủ điều trị đó là trước khi bắt đầu điều trị và rất là sớm ở trong tuần đầu tiên. Và tất cả những cái bằng chứng hiện tại, hầu hết trong các cái nghiên cứu thì đều cho thấy rằng là cái mặt nạ mũi ấy, thì là vẫn là cái lựa chọn đầu tay khi mà chúng ta lựa chọn các cái mặt nạ cho bệnh nhân. Và một cái điểm đặc biệt đó là khi mà chúng ta chuyển từ cái mặt nạ mũi sang cái mặt nạ mũi miệng cho bệnh nhân thì chúng ta phải theo dõi hết sức chặt chẽ. Bởi vì khi mà chúng ta chuyển cái mặt nạ như vậy thì cái thông thường là cái yêu cầu về mức áp lực CPAP nó sẽ cao hơn và cái nguy cơ là cái hẹp cái đường thở trên. Do vậy mà chúng ta sẽ phải theo dõi hết sức là chặt. Cái kết luận thứ hai đó là chúng ta sẽ phải lưu ý là bao giờ chúng ta cũng sẽ có hai cái giò dỉ khí, đó là giò khí có chủ đích và giò khí không chủ đích. Thế thì giò khí không chủ đích thì gồm có hai loại, đó là giò khí quanh cái mặt nạ và thứ hai đó là giò khí qua miệng. Trong trường hợp bệnh nhân giò khí qua miệng thì chúng ta sẽ phải tìm nguyên nhân trước khi là quyết định đổi cái master. Và cái cuối cùng đó là chúng ta phải theo dõi các cái biến chứng, bệnh nhân có những cái khó khăn gì khi sử dụng máy thở để chúng ta có thể xử trí kịp thời, thì khi đó thì bệnh nhân mới có thể nâng cao được cái sự tuân thủ điều trị của mình. Thế thì trên đây là cái bài trình bày của tôi với cả các cái tài liệu tham khảo mà tôi đã sử dụng trong cái bài trình bày này. Xin được trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Vâng, rất là cảm ơn thạc sĩ Phan Thanh Thủy đã có cái bài trình bày rất rất nhiều thông tin cập nhật, rất nhiều thông tin bổ ích liên quan đến cái việc mà chúng ta lựa chọn cái master cho các trường hợp bệnh nhân ngừng thở khi ngủ. Chúng ta biết rằng là đối với mỗi trường hợp khác nhau ấy, mà chúng ta không lựa chọn cái master, nó đảm bảo được cái yếu tố về dễ chịu và dung nạp tốt cho bệnh nhân ấy, thì nó sẽ làm giảm cái tuân thủ điều trị. Thế do đó mà chúng ta trong thời lâm sàng là chúng ta cần hết sức lưu ý. Và xin mời các quý vị đồng nghiệp chúng ta ghi chép lại câu hỏi, thì chúng ta sẽ có phần Q&A sau cái bài trình bày tiếp theo sau đây. Thì rất là cảm ơn thạc sĩ Thủy. Và sau đây chúng ta sẽ đến cái bài trình bày tiếp theo liên quan đến cái thở máy không xâm nhập tại nhà cho các trường hợp bệnh nhân COPD có suy hô hấp mãn tính. Xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Dư. Và vâng, em xin cảm ơn thầy Giáp ạ. Thưa quý vị đồng nghiệp, thì sau đây theo sự phân công của ban tổ chức thì tôi sẽ trình bày một bài chia sẻ về cập nhật thở máy tại nhà cho bệnh nhân COPD. Thế thì như chúng ta được biết, COPD là bệnh lý hô hấp mãn tính, và bệnh thì sẽ đến giai đoạn là bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp mãn tính khi mà đến giai đoạn cuối cùng, có thể biểu hiện bởi sự giảm PaO2 máu hoặc là sự tăng PaCO2 máu. Trong trường hợp mà có giảm PaO2 máu tức là gì? Tức là có sự tổn thương của màng phế nang bao mạch làm cho trao đổi oxy nó không được tốt. Thì trong trường hợp đấy, biện pháp điều trị là chúng ta sẽ cho bệnh nhân thở oxy và có thể thở oxy dài hạn tại nhà. Thế còn trong trường hợp mà bệnh nhân có biểu hiện là tăng PaCO2 máu thì sao? Ở những bệnh nhân COPD mãn tính thì người ta thấy là tăng cái PaCO2 này có thể do nhiều các nguyên nhân. Và nguyên nhân đấy đa phần là gì? Một là do tăng cái thông khí quản chết, do cái phổi bệnh nhân bị căng dặn quá mức, lúc đấy thì cơ hoành hạ xuống rất thấp là một. Cái thứ hai là gì? Sự mệt mỏi của các cái cơ hô hấp làm cho các nhịp thở của bệnh nhân nó không đảm bảo được hiệu quả nữa. Và trong cái trường hợp mà có tăng PaCO2 máu rồi thì cái biện pháp điều trị có hiệu quả nhất bây giờ người ta nhận thấy đó là gì?
đó là thông khí nhân tạo, đó là thở máy không thâm nhập, và hoặc với những bệnh nhân mà nặng quá là người ta phải thở máy không thâm nhập thì mới lấy được cái PaCO2 ra. Thế thì đánh giá về hiệu quả của thở máy không thâm nhập cho những bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta thấy là với những bệnh nhân mà COPD có suy hấp mãn tính mà được thở máy không thâm nhập hoặc là thở máy tại nhà ấy, thì nó sẽ có những hiệu quả như thế nào. Một là gì, nó sẽ giúp làm cải thiện được thông khí phế nang và từ đó làm giảm được cái CO2 xuống. Thứ hai là nó có thể reset lại cái hướng động và giúp làm giảm cái công thở của bệnh nhân, và từ những tác động đấy thì nó giúp làm tăng cái thông khí phút của bệnh nhân lên, giảm tần số làm nhịp thở của bệnh nhân xuống, làm tăng cái khả năng dung nạp của bệnh nhân, và từ đó nó giúp giảm tới một số các hiệu quả nữa. Đấy là gì, làm giảm công thở của bệnh nhân này, làm giảm cái sự tăng tăng khí của phổi và làm giảm được cái viêm nội sinh, và hiệu quả cuối cùng của nó đó là gì, đó là giảm mức độ khó thở của bệnh nhân, làm tăng khả năng gắng sức của bệnh nhân. Và khi bệnh nhân đã giảm cái mức độ khó thở, tăng khả năng gắng sức, người ta có thể làm được nhiều công việc hơn thì chất lượng cuộc sống người ta cũng sẽ cải thiện hơn. Và bên cạnh các biện pháp dùng thuốc nữa thì có thể làm giảm được cái tỷ lệ nhập viện và làm tăng cái tỷ lệ sống của bệnh nhân lên. Ngoài ra thì ở những bệnh nhân COPD khi mà ngủ thì người ta nhận thấy là nó có tăng các cái trương lực cơ của vùng hầu họng, làm giảm hóa ứng động liên quan đến nhịp thở và hoạt động của cơ hấp giảm xuống. Thì những cái vấn đề như thế này nó đều góp phần hỗ trợ, góp phần làm cho tăng cái PaCO2 về đêm của bệnh nhân lên, và vì thế thì bệnh nhân này nên được thở máy không thâm nhập. Thế thì nhắc lại một chút nữa về lịch sử, thế thì những cái máy thở không thâm nhập được triển khai được phát minh từ rất sớm, từ đầu năm của thế kỷ 20 trong cái đại dịch bại liệt. Thì khi đấy người ta có một cái máy thở đấy, người ta gọi là phổi sắt, với một cái thùng rất là lớn và bệnh nhân sẽ nằm hoàn toàn ở trong này. Và đương nhiên thì nó sẽ rất là cồng kềnh, đúng không ạ? Và những cái nghiên cứu mới hơn, phát triển mới hơn thì máy thở nó nhỏ gọn đi rất nhiều, và bây giờ người ta dùng chính là những máy thở áp lực dương. Và những máy thở áp lực dương đấy thì được phát minh từ rất sớm, sau khi mà có máy thở áp lực âm, cái là phổ sát rồi, thì người ta đã thiết kế ra những cái máy thở áp lực dương. Và những máy thở áp lực dương không thâm nhập này thì đã được chứng minh các cái hiệu quả trong điều trị suy hấp mãn tính do các bệnh lý thần kinh cơ, cải thiện cái outcome của những nhân vật bị loạn dụng cơ Lundsen, và nó được nghiên cứu đánh giá hiệu quả trên những đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính từ những năm 1990. Thế còn những bệnh nhân suy hấp mãn tính thì cũng bắt đầu nghiên cứu từ những năm 2000, và gần đây thì từ năm 2010 đến 2017 thì những nghiên cứu về thở máy không thâm nhập ở những bệnh nhân COPD mãn tính này thì nó nhiều hơn. Thế thì hiệu quả của cái thở máy không thâm nhập này với bệnh nhân COPD như thế nào? Với những bệnh nhân mà suy hấp do được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta thấy thở máy không thâm nhập mang lại hiệu quả rất tốt, làm giảm tỷ lệ đã đóng nội khí quản, làm giảm thở máy xâm nhập, và từ đó thì nó giúp làm giảm thời gian nằm viện và giảm tỷ lệ tử vong. Với các bác sĩ làm chuyên ngành hô hấp thì khi mà một bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vào trong cái bệnh cảnh mà có suy hấp thì nếu chúng ta có một cái máy thở không xâm nhập thì đấy là cái biện pháp cứu cánh cực kỳ tốt. Khi bệnh nhân đang tăng công thở rất nhanh, CO2 máu tăng rất cao, chúng ta hỗ trợ rất sớm vấn đề về thở máy không xâm nhập thì với quan sát của chúng tôi là nó hỗ trợ cho bệnh nhân rất lớn, và cái tỷ lệ đã đóng nội khí quản do đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giảm đi rất nhiều khi mà có cái máy thở không xâm nhập. Thế thì hiệu quả trên đợt cấp thì là thế, nhưng với những bệnh nhân mà có suy hấp mãn tính rồi thì cái hiệu quả không xâm nhập, thở máy không nhập này nó như thế nào? Thế thì trải qua rất nhiều các cái nghiên cứu từ những năm 2000 đến bây giờ thì người ta đưa ra các thống kê về hiệu quả của thở máy không xâm nhập dạng tại nhà. Và đến năm 2019 thì Hô hấp châu Âu đã đưa ra một cái tổng quan về hiệu quả của thở máy không thâm nhập. Thế thì hiệu quả của nó ra sao? Thứ nhất là với thở máy không thâm nhập ở bệnh nhân COPD thì nó giúp làm giảm mức độ khó thở so với nhóm chứng, mà điều này là có ý nghĩa thống kê. Thế thứ hai là gì? Nó làm cải thiện được khả năng gắng sức của người bệnh thông qua cải thiện cái thông số được cái quãng đường đi bộ 6 phút của bệnh nhân, và được chứng minh trên rất nhiều các cái
nghiên cứu như trên slide các đồng nghiệp có thể quan sát. Thứ ba là gì? Nó làm giảm cái tỷ lệ nhập viện cho với cái nhóm mà không có thở máy và rất có ý nghĩa thống kê. Thứ tư nữa là gì? Là nó làm giảm được cái PaCO2 một cách có ý nghĩa so với cái nhóm mà không được thở máy. Kèm với đó là nó cải thiện tốt hơn được cái PaO2 so với cái nhóm chứng. Và chất lượng cuộc sống thì với đương nhiên là gì ạ? Khi mà cái mức độ khó thở của bệnh nhân giảm đi, khả năng gắng sức tăng lên thì cái mức chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng cải thiện tốt hơn. Và trong cái nghiên cứu này thì người ta cũng nhận thấy là gì? Là cái thở máy không nhập giới hạn tại nhà ấy, thì nó cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn so với cái nhóm mà không được thở máy. Tuy nhiên thì cái thở máy thì nó không cải thiện được cái thông số về FV1 so với nhóm chứng, cũng như là chất lượng giấc ngủ thì kém hơn so với nhóm chứng. Và dựa vào những cái kết quả tổng quan đó thì người ta đưa ra một cái hướng dẫn là khi nào mà chúng ta sẽ cho bệnh nhân COPD thở máy tại nhà và thở như thế nào, mục tiêu ra sao. Thế thì năm 2019, Hội Quốc Châu Âu và đến năm 2020 thì Hội Lồng Ngực Mỹ thì đều đưa ra các cái khuyến cáo để điều trị thở máy không nhập giới hạn tại nhà cho những bệnh nhân COPD. Thế thì nội dung của hai cái khuyến cáo này trên năm như thế nào? Thì người ta đưa ra một số các cái câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là liệu là chúng ta có nên chỉ định thở máy không nhập giới hạn tại nhà cho những bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định hay không? Đúng không ạ? Thế thì cả hai hội thì đều thống nhất là nên cho bệnh nhân, nên chỉ định thở máy không nhập giới hạn tại nhà cho những bệnh nhân COPD ổn định mà có tăng CO2 máu. Đúng không ạ? Và Hội Lồng Ngực Mỹ thì đưa ra một cái khuyến cáo nữa, đấy là những bệnh nhân COPD này thì nên được tầm soát sàng lọc cái bệnh hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ trước khi mà chúng ta chỉ định thở máy không nhập giới hạn tại nhà. Thứ hai là gì? Thứ hai là câu hỏi người ta đặt ra là liệu chúng ta có nên chỉ định thở máy không nhập giới hạn tại nhà cho những bệnh nhân COPD đợt cấp có suy hấp tăng CO2 máu hay không? Tức là sao? Tức là trong đợt cấp đấy bệnh nhân có tăng CO2 máu, chúng ta có chỉ định ngay và luôn là phải thở máy giới hạn tại nhà hay không? Thế thì cả hai hội này thì đều thống nhất đấy là gì? Đấy là chúng ta chỉ định thở máy không nhập giới hạn tại nhà cho những bệnh nhân có tăng CO2 máu dai dẳng sau cái đợt cấp và thời gian đánh giá lại ít nhất là sau đấy 2 đến 4 tuần sau đợt cấp đấy mà CO2 còn tăng thì chúng ta mới cho bệnh nhân thở máy giới hạn tại nhà, chứ chúng ta không cho thở máy giới hạn tại nhà ngay sau khi bệnh nhân xuất viện. Thế thì vấn đề là chúng ta nhận xét thế nào là tăng CO2 máu và thế nào là tăng CO2 máu dai dẳng, đúng không ạ? Thế thì tăng CO2 máu dai dẳng thì có một số nghiên cứu là người ta đưa ra cái mốc là gì? Đấy là tình trạng PaCO2 ban ngày trên 50 mm thủy ngân, hoặc là PaCO2 ban đêm trên 55 mm thủy ngân, hoặc là có PaCO2 ban ngày từ 46 đến 50 mm thủy ngân. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà về đêm thì PaCO2 đo qua da thì tăng trên 10 mm thủy ngân. Đấy là tình trạng mà COPD điển hình có tăng CO2 máu. Thế còn những bệnh nhân mà tăng CO2 máu dai dẳng sau đợt cấp, thế thì sau 14 đến 28 ngày người ta đánh giá lại khí máu động mạch thấy PaCO2 máu ban ngày trên 53 mm thủy ngân, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ bệnh nhân này là có tăng CO2 máu dai dẳng, và những bệnh nhân này là những bệnh nhân mà có chỉ định cần thông khí không nhập giới hạn tại nhà. Và một chỉ định nữa người ta đưa ra là với những bệnh nhân mà COPD nằm ở trong viện, chúng ta cai thở máy thất bại, bệnh nhân mệt cơ bắp nhiều quá và không thể thở được khi mà có cái NAP thì lúc đấy chúng ta cũng nên đưa chỉ định là thở máy không nhập giới hạn tại nhà cho những nhóm bệnh nhân này. Thế thì có một cái hướng dẫn của Đức năm 2018 thì đã đưa ra một cái lưu đồ để chúng ta chỉ định cho những bệnh nhân thở máy giãn tại nhà. Đấy là với những bệnh nhân COPD mà có giai đoạn nặng đấy, và những bệnh nhân này mà có tăng CO2 máu sau đợt cấp phụ thuộc vào máy thở, tức là CO2 máu tăng giảm trên 53 mm thủy ngân trong 14 ngày sau đợt cấp, thì bệnh nhân này là có chỉ định của thở máy không thu nhập. Còn nếu bệnh nhân mà không có cái PaCO2 tăng trên 53 thủy ngân, nhưng mà bệnh nhân mà có các biểu hiện triệu chứng suy hấp mãn tính với kèm theo đó bệnh nhân có tăng CO2 máu ban ngày trên 50 này, hoặc là PaCO2 ban đêm trên 55 mm thủy ngân, hoặc là PaCO2 ban ngày từ 45 đến 50,
nhưng mà về đêm thì tăng thêm 10 mét thủy ngân nữa. Thì nhóm bệnh nhân này là những nhóm bệnh nhân mà có chỉ nên được chỉ định thở máy không nhập giới hạn tại nhà, và những bệnh nhân là những nhân mà sẽ nhận được lợi ích nếu mà được thở máy. Còn với những bệnh nhân mà không có tăng CO2 máu dai dẳng cũng như không có biểu hiện của chứng suy hô hấp mạn thì chúng ta cũng không cần chỉ định cho thở máy dai dẳng tại nhà, và chúng ta sẽ đánh giá lại bệnh nhân này tại các cái lần khám kế tiếp. Thì năm 2018 thì hướng dẫn chẩn đoán về điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được Bộ Y tế ban hành thì cũng đưa ra hai cái chỉ định về thở máy không nhập giới hạn tại nhà cho bệnh nhân COPD. Đấy là những bệnh nhân mà COPD có tăng CO2 máu nặng mãn tính với PaCO2 trên 50 mm thủy ngân và có tiền sử nhập viện gần đây thì nên được thở máy không nhập. Thứ hai là những bệnh nhân COPD mà có hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ đi kèm thì cũng nên được chỉ định thở máy CPAP vì nó sẽ giúp làm giảm cải thiện để chống thêm và làm giảm tần suất nhập viện của bệnh nhân. Cái nội dung thứ ba trong hai cái khuyến cáo của Hội hô hấp châu Âu và Hội đồng ngực Mỹ đấy là chúng ta đặt cái mục tiêu điều trị khi mà chỉ định cái thở máy không nhập giới hạn tại nhà cho bệnh nhân COPD là gì, thì cả hai hội đều đồng thuận đấy là chúng ta đưa ra mục tiêu là phải bình thường hóa hoặc là giảm mức độ PaCO2 của bệnh nhân COPD mà có tăng cái CO2. Thế thì chúng ta sẽ phải cài đặt các thông số máy thở như thế nào, đúng không ạ? Thì Hiệp hội Lồng ngực Mỹ và Hội châu Âu thì đưa ra cái hướng dẫn, đấy là gì? Đấy là chúng ta sẽ sử dụng chế độ hỗ trợ áp lực cố định là lựa chọn hàng đầu khi mà bệnh nhân được thở máy không nhập giới hạn tại nhà. Và với những bệnh nhân mà COPD mà có kèm theo hội chứng thở khi ngủ thì chúng ta có thể sử dụng cái mốt auto IPAP. Và Hội Lồng ngực Mỹ thì đưa ra khuyến cáo là chúng ta không sử dụng cái đo đã ký giấc ngủ để chúng ta chuẩn độ cái NAV cho những bệnh nhân mà có tăng CO2 máu khi chúng ta bắt đầu điều trị. Thế thì đây là hướng dẫn chung của họ, thế thực hành chúng ta như thế nào? Thế thì về mặt cài đặt các thông số của máy thở thì chúng ta biết là chúng ta có thể cài đặt theo hỗ trợ về thể tích hoặc cài đặt theo hỗ trợ về áp lực. Nhưng theo khuyến cáo của hai hội đó là chúng ta sẽ dùng cái mức là gì? Cài đặt hỗ trợ về áp lực. Thế thì về đặt hỗ trợ về áp lực, người ta có hai cái khái niệm. Một khái niệm đấy là low NPV, tức là thở máy với cường độ thấp. Cường độ thấp đây ý người ta muốn nói là gì? Là cái áp lực thở vào thấp trong khoảng từ 12 đến 18 cm nước. Và khái niệm thứ hai đấy là high NPV, tức là thở máy với cường độ cao. Cường độ cao đây là cả áp lực thở vào cao cũng như là tần số thở cao. Thế thì cả khái niệm về high NPV được đưa ra từ năm 2009 bởi tác giả Winstead của nước Đức. Trên slide này có một số các nghiên cứu và người ta nhận thấy là gì? Càng về thời gian về gần sau, tức là khoảng thời gian từ 2010 trở về đây thì đa phần các nghiên cứu là người ta chọn cái mức áp lực thở vào cao, tức là người ta chọn cái mức cài đặt là gì? Là 2 NPPV trong cái nghiên cứu về thở máy dài hạn tại nhà cho những bệnh nhân COPD. Còn trong khoảng thời gian trước đó thì sao? Trong khoảng thời gian trước đó thì những cái tác giả đấy người ta nhận thấy là đa phần các nghiên cứu chọn cái áp lực thở vào trong khoảng từ 12 đến 16 hoặc 18 cm nước. Và khi mà với cái áp lực thở vào nó trong khoảng đó thì người ta nhận thấy là nó không đạt được hiệu quả điều trị, tức là không làm giảm được PaCO2 cách có ý nghĩa, và từ đó thì nó không làm giúp được cải thiện các thông số khác, ví dụ như là tình trạng khó thở của bệnh nhân, khả năng gắng sức của bệnh nhân. Thế thì trong một nghiên cứu tổng kết, người ta đưa ra một cái so sánh giữa low NPPV và high NPPV trong các cái mục tiêu của người ta đưa ra, đúng không ạ? Thế mục tiêu đầu tiên đấy là gì? Làm giảm được cái PaCO2 máu. Thế thì cái low NPPV này thì nó không đưa được cái PaCO2 máu về bình thường, trong khi cái high NPPV thì nó có thể là gì? Nó có thể làm giảm được cái PaCO2 một cách có nghĩa hoặc đưa PaCO2 về bình thường. Và cái điều này nó, cái PaCO2 này nó ở mức đấy khi mà bệnh nhân thở máy hoặc thậm chí là gì, khi bệnh nhân bỏ máy thở ra thì nó vẫn duy trì được. Một cái nữa đấy là gì, là nó giúp cải thiện được khả năng, cái high NPPV nó giúp cải thiện khả năng gắng sức của bệnh nhân, làm cải thiện được cái mức độ khó thở
của bệnh nhân. Tuy nhiên là cái 20 vi này nó có cần cái khoảng thời gian để bệnh nhân thích nghi lâu hơn so với lâu MPPV. Bởi vì khi mà người ta chưa thở máy bao giờ, người ta được thở một áp lực máy rất cao như thế thì cũng cần phải có một khoảng thời gian để người ta thích nghi và chịu được cái áp lực như thế. Và người ta đánh giá về lâu dài thì người ta lại nhận thấy một cái điều tương đối thú vị là mặc dù thở bệnh nhân thở với áp lực cao nhưng mà cái mức độ dung nạp của bệnh nhân ấy thì lại tốt hơn so với cái nhóm mà low MPPV, tức là cái khoảng thời gian mà thở máy trong ngày của bệnh nhân nó dài hơn, tức là bệnh nhân đạt được sự tuân thủ điều trị nó cao hơn. Và vì vậy thì với các nghiên cứu và các xu hướng gần đây cả các quốc gia ấy, thì người ta ưu tiên là gì? Ưu tiên là chọn đặt, ưu tiên là cài đặt cái high MPPV cho bệnh nhân hơn là cái low MPPV. Thế thì chúng ta sẽ cài đặt các cái thông số như thế nào để hỗ trợ được bệnh nhân, đúng không ạ? Thế thì trong vấn đề cài đặt MPPV thì khi mà bệnh nhân chưa được thở máy bao giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho bệnh nhân thở máy. Và để đảm bảo an toàn nhất là bệnh nhân nên nhập viện để chúng ta sẽ chuẩn độ để chọn được cái mức áp lực thở vào tốt nhất và cái nhịp thở tốt nhất để đảm bảo được cái hiệu quả điều trị là giảm PAC máu cho bệnh nhân. Thế thì hiện tại thì cũng chưa có một cái quy trình gọi là thống nhất để mà chúng ta chuẩn độ được chọn được cái mức mà áp lực thở vào cũng như áp lực thở ra mà nó tối ưu cho bệnh nhân. Thế thì đây là một cái tôi xin giới thiệu một cái lưu đồ của tác giả Vieman được công bố năm 2018 trong cái chuẩn độ chọn được cái mức APAP phù hợp và cái mức nhịp thở phù hợp. Thế thì ngày đầu tiên người ta sẽ chuẩn độ khi mà chuẩn độ ban ngày trước chọn cái mốt thở là ST với cái mức APAP cài đặt ban đầu tiên là từ 12 đến 18 cm nước, APAP là 4 cm nước, nhịp thở ban đầu là 10 lần trên phút mà thời gian thở vào là 1 giây và người ta có thể cung cấp thêm oxy. Và bên cạnh đó thì người ta sẽ chọn cái mặt nạ thở nó phù hợp với bệnh nhân. Đây là cái chế độ cài đặt thở ban đầu và sau đó thì người ta sẽ điều chỉnh các cái thông số cài đặt này với xu hướng là gì? Xu hướng là sẽ tăng dần cái EPAP lên, mỗi lần có thể lên 2 cm nước để cho bệnh nhân thích nghi dần. Bởi vì nếu mà người bệnh mà chưa thở bao giờ, chúng ta cho thở ngay lập tức với cái áp lực thở trong khoảng từ 20 cm nước trở lên, người ta sẽ cực kỳ khó chịu, người ta sẽ đẩy ngay cái máy thở của chúng ta ra. Thế người ta sẽ tăng dần mỗi một lần đấy là 2 cm nước và người ta sẽ dựa vào đâu ạ? Người ta sẽ dựa vào khi máu động mạch để điều chỉnh cái mức, để chọn được cái mức EPAP phù hợp. Thứ hai là gì? Với cái EPAP thì người ta cũng có thể tăng dần lên. Thông thường người ta đặt trong khoảng đầu tiên là 4 và người ta có thể tăng lên đến khoảng 6 cm nước. Nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ khó thở của bệnh nhân. Và trong quá trình mà người ta tăng dần cái EPAP lên ấy, đúng không ạ? Thì người ta vẫn duy trì được cái khoảng thời gian thì là 1 giây, mà nó phụ thuộc thêm một nữa là cái khả năng mà cảm thấy bệnh nhân có cảm thấy thoải mái hay không, và cái tỷ lệ E trên E duy trì tối thiểu 1/2 và có thể sẽ kéo dài hơn, ví dụ 1/3, 1/4 nếu chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu là giảm PaCO2 máu. Và người ta sẽ chuẩn đến khi nào? Người ta chuẩn máy đến khi nào chúng ta chọn được cái mức EPAP tối ưu? EPAP tối ưu tức là giảm được cái PO2 máu, PaCO2 máu của bệnh nhân xuống, hoặc là gì? Hoặc là đến cái ngưỡng mà bệnh nhân cảm thấy là nếu mà tăng cao nữa thì người ta sẽ không dung nạp được, thì người ta sẽ dừng lại ở đó. Thế thì sau khi mà người ta chuẩn độ ban ngày xong thì cái đầu người ta sẽ chuẩn độ về ban đêm. Ban đêm thì cái mức cũng sẽ giống như ban ngày, nhưng mà khi mà người bệnh nhân thở thì người ta sẽ quan sát theo dõi cái PaCO2 qua da xem nó đạt được mục tiêu hay chưa. Trong trường hợp là gì? Nếu mà PaCO2 qua da đạt được mục tiêu, tức là PaCO2 là bình thường hoặc là giảm ít nhất là 20% so với cái mức nền của bệnh nhân thì đấy là đạt được mục tiêu. Còn trong trường hợp nếu mà PaCO2 chưa bình thường hoặc là nó giảm nhưng mà không giảm được 20% hoặc là PaCO2 nó còn tăng lên, thì trong trường hợp đó thì người ta sẽ tăng cái EPAP lên và mỗi lần là 2 cm nước và người ta sẽ
theo dõi đánh giá sau ít nhất là 1 tiếng. Và người ta sẽ đánh giá lại và tăng EPAP đến khi nào, tăng EPAP đến khi nào mà đạt được mục tiêu, hoặc là gì, hoặc là dung nạp bệnh nhân chỉ đến mức đấy thôi, không tăng được nữa, thì sau đó người ta sẽ tăng cái nhịp thở của bệnh nhân lên. Với nhịp thở ban đầu tiên có 10 lần một phút thôi, thì người ta sẽ tăng cái nhịp thở của bệnh nhân tăng dần lên, thậm chí có thể đến 18, thậm chí có thể 20 hoặc là hơn, để đảm bảo mục tiêu là gì? Để đảm bảo mục tiêu là giảm được cái PaCO2 xuống. Nhưng mà người ta cũng sẽ vẫn đảm bảo cái khoảng thời gian TI trên TE, tức là khoảng thời gian thở vào và thở ra trong cái ngưỡng là 1/2, hoặc có thể dài hơn, đấy là 1/3 hoặc là 1/4. Thì khi mà người ta đã đặt chỉnh các thông số của máy thở, tức là chọn mức EPAP và chọn mức EPAP cũng như là chọn nhịp thở nó tối ưu rồi, đúng không ạ? Thì người ta sẽ quay theo đánh giá thêm là nếu SAO2 của bệnh nhân mà trên 80% thì trong trường hợp này là đã chuẩn độ xong máy, chọn được cái mức áp thở lực thở EPAP tối ưu, EPAP tối ưu, nhịp thở tối ưu. Trong trường hợp này thì người ta sẽ cho bệnh nhân ra viện và về nhà theo dõi thở máy tiếp. Còn trong trường hợp mà nếu mà cái chúng ta đạt được mục tiêu của giảm CO2 máu xuống rồi nhưng mà cái oxy máu nó chưa đảm bảo, tức là SAO2 nó dưới 88%, thì trong trường hợp đấy thì người ta có thể cung cấp thêm cái oxy cho bệnh nhân, hoặc là gì ạ, một cái hướng nữa người ta đưa ra đấy là chúng ta có thể tăng cái EPAP lên trong trường hợp bệnh nhân mà có cái tắc nghẽn mà quan sát thấy được, thì người ta sẽ tăng cái EPAP lên để nâng cái SAO2 của bệnh nhân. Và sau khi mà đã chuẩn độ xong được cái máy rồi thì người ta sẽ cho bệnh nhân ra viện và theo dõi thở tại nhà. Thế thì việc mà chuẩn độ máy thì chúng ta có thể thực hiện tại bệnh viện, và cái khoảng thời gian trung bình để mà chuẩn độ từ lúc bệnh nhân bắt đầu thở đến lúc mà đạt được mục tiêu thì thông thường có thể từ 1 đến 7 ngày. Và một cái hướng nữa người ta đang nghiên cứu đấy là thay vì việc chuẩn độ tại bệnh viện thì người ta sẽ chuẩn độ tại nhà, tức là bệnh nhân mang máy về nhà, còn nhân viên y tế thì sẽ đến nhà bệnh nhân và sẽ đến hàng ngày để chỉnh máy đến khi nào mà chúng ta đạt được cái mục tiêu tối ưu. Về mặt hiệu quả của hai phương pháp này thì cuối cùng cũng đạt được cái đích là gì? Là chuẩn độ được máy, chọn được cái mức áp lực phù hợp, nhịp thở phù hợp và cái cho bệnh nhân để đảm bảo mục tiêu là hạ giảm được cái PaCO2 xuống. Tuy nhiên thì với cái chuẩn độ tại nhà thì nó cần nhiều thời gian hơn, trung bình có thể từ 7 đến 45 ngày. Theo một số các nghiên cứu hiện tại đây trên thị trường thì có rất nhiều các loại máy thở không xâm nhập mà chúng ta có thể dùng. Với các loại máy đẩy mới thì áp lực thở người ta có thể đẩy lên tới 40, maximum EPAP là 40 cm nước. Ngoài ra thì một số máy nó có thể đưa các cái thông số lên trên online và chúng ta có thể căn chỉnh xem được các thông số thở trong quá trình bệnh nhân thở, thời gian thở để đánh giá sự tuân thủ của bệnh nhân là bao nhiêu. Cũng như là gì? Như là một số máy có thể giúp chúng ta có thể điều chỉnh các thông số để online mà không cần phải mang máy đến cho chúng ta. Và một lưu ý với chúng ta là với các máy thở nhỏ như thế này thì thường nó sẽ không có pin. Không có pin. Vì thế trong các trường hợp mà mất điện ấy, thì nếu mà máy nó không có cảnh báo thì bệnh nhân sẽ rất dễ trong tình trạng là nếu mà đang ngủ mà mất điện mà người ta ngủ quên ấy, thì cái mặt nạ thở nó sẽ úp vào trong người bệnh nhân, đúng không ạ? Như thế thì sẽ làm bệnh nhân không thở được và CO2 sẽ tăng lên rất nhanh. Và chúng ta cần hết sức lưu ý điều đó. Một vấn đề nữa là bên cạnh mà chúng ta cài đặt cái thông số về máy thở để chọn được cái áp lực thở tối ưu rồi, thì việc thứ hai chúng ta cần đấy là lựa chọn cái máy thở nó phù hợp. Thế thì vừa bài trình bày trước thì bác sĩ Thủy đã cho chúng ta một cái bài rất hay về lựa chọn các cái máy thở như thế nào là phù hợp, đúng không ạ? Thầy Dư, xin lỗi thầy Dư một chút, thầy Dư chuyển cái chế độ chiếu full slide lên thì... Vâng ạ, em xin lỗi ạ. Vấn đề tiếp theo là chúng ta sẽ phải lựa chọn cái mặt nạ thở cho phù hợp. Thì bài và trình bày của bác sĩ Thủy đã trong quá trình thở, người ta sẽ không bị đau, không bị loét khi mà trong quá trình thở kéo dài, đúng không ạ? Thế thì về mặt nạ thở với bệnh nhân mà suy đi tại nhà thì có thể chúng ta sẽ lựa chọn cái mặt nạ thở mũi hoặc là gì, hoặc là mũi miệng. Nhưng về
kinh nghiệm chúng tôi thấy là với những bệnh nhân mà COPD có suy hô hấp mạn thì việc chúng ta lựa chọn cái mặt nạ mũi miệng thì có vẻ nó tốt hơn. Bởi vì theo sự quan sát thì đa phần các bệnh nhân COPD khi mà thở thì người ta hay có hiện tượng là người ta hay há miệng ra. Và khi há miệng ra như thế thì cái khí có thể sẽ dò qua miệng mà sẽ không đảm bảo được cái áp lực thở tối ưu như chúng ta mong muốn. Thế thì khi mà dùng hai cái loại mặt nạ mũi miệng hoặc mặt nạ mũi thì cũng sẽ có một số các cái ưu và các cái nhược điểm. Nhưng mà chúng tôi thì nếu mà lựa chọn thì chúng tôi sẽ khuyên bệnh nhân nên chọn cái mặt nạ mũi miệng, bởi vì nó sẽ ít khi mà nó bị dò khí nếu chúng ta chọn được cái mặt nạ nó phù hợp với cái khuôn mặt của bệnh nhân và cũng có thể dễ dàng điều chỉnh được. Một số các tác dụng phụ không mong muốn khi mà người bệnh thở máy không nhập dài hạn tại nhà mà người ta thường gặp, đấy là cái hiện tượng mà khô mũi miệng. Thứ hai là người ta có thể đau cái vùng mà gốc mũi hoặc vùng mặt tiếp xúc với cái mặt nạ. Một số bệnh nhân thì có thể sẽ có cái giấc ngủ nó sẽ kém đi một chút. Đa phần các nguyên nhân do giấc ngủ nó kém đi đó là khi bệnh nhân thở với cái áp lực máy thở nó cao ấy thì thường có thể sẽ gây ra sự dò khí qua các cái vùng xung quanh, đặc biệt là cái vùng dưới cằm, và từ đấy thì nó sẽ làm cho bệnh nhân hay bị thức giấc khi mà ngủ. Rồi một số bệnh nhân nữa có thể là bị các cái trướng bụng hoặc là đầy hơi khi mà phải thở máy. Thế thì khi chúng ta cho bệnh nhân thở máy dài hạn tại nhà thì chúng ta cũng cần phải theo dõi sát sao là xem bệnh nhân này thở như thế nào và có đạt được hiệu quả của chúng ta hay không, đúng không ạ? Thế thì người bệnh cần phải được làm lại xét nghiệm khí máu động mạch sau khoảng từ 2 đến 3 tháng. Và tốt nhất là chúng ta nên theo dõi hàng tháng khi bệnh nhân đến tái khám để đảm bảo được cái mục tiêu điều trị của chúng ta. Bên cạnh đó thì ngoài khí máu động mạch, chúng ta cũng đánh giá toàn trạng bệnh nhân, là đánh giá xem tình trạng khó thở của bệnh nhân như thế nào, cái khả năng gắng sức của bệnh nhân ra sao, cái oxy máu của bệnh nhân thế nào, đúng không ạ? Đa số đợt cấp của bệnh nhân, chức năng thông khí của bệnh nhân, cũng như là chúng ta phát hiện và xử trí kịp thời các cái biến chứng nếu có, ví dụ như là red các cái vùng tỳ đè hoặc bệnh nhân trướng bụng hoặc bệnh nhân khô mũi khô miệng, để chúng ta có hướng tư vấn phù hợp cho bệnh nhân. Thế thì thực trạng ở những bệnh nhân mà có thở máy không nhập dài hạn tại nhà chúng tôi quan sát thấy, đấy là một là bệnh nhân không tuân thủ điều trị, tức là một số bệnh nhân thì sau khi thở máy xong thì người ta cảm thấy là người ta khỏe, và sau đó là gì ạ? Sau đó là cái khoảng thời gian thở máy người ta thấp dần, và thậm chí là gì, có những bệnh nhân là kê máy được mua máy thở về rồi nhưng mà người ta chỉ thở khi nào người ta cảm thấy khó chịu, chứ người ta không thở máy thường xuyên. Thế thì khi mà chúng ta đã cho bệnh nhân thở máy không nhập dài hạn tại nhà rồi thì chúng ta khuyên bệnh nhân là gì? Là bác phải thở máy ít nhất là gì ạ? Ít nhất là trong khoảng thời gian là mình ngủ. Ngủ có thể là ban đêm, đúng không ạ? Hoặc có thể giữ ngủ ngắn ban ngày, thì cứ lúc nào chúng ta lên giường chúng ta đi ngủ là chúng ta thở máy. Đấy là cái điều đầu tiên. Chứ không phải là gì, chứ không phải là khi nào mà khó thở chúng ta mới đeo máy thở vào, thì như thế nó không phát huy được hiệu quả tối ưu của cái việc thở máy không nhập dài hạn tại nhà. Một cái thứ hai nữa là người bệnh hoặc gia đình người bệnh thì không vệ sinh máy thở và các bộ phận, ví dụ như cái mặt nạ thở này, cái dây thở này, cái lọc khí và cái buồng làm bằng. Thì khi mà cái mặt nạ mà áp trên mặt bệnh nhân ấy, nó sẽ đi kèm với rất nhiều các cái đờm dịch tiết, khi người bệnh người ta ho khạc ra là bắn trên các cái mask thở như thế. Nếu mà người ta không vệ sinh thì đấy là môi trường cực kỳ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, và có thể nó sẽ gây ra các cái đợt bụi nhiễm của bệnh nhân. Và vì vậy bắt buộc phải vệ sinh cho nó sạch thì mới đảm bảo được cái hiệu quả được. Và người bệnh có thể sẽ không tái khám thường xuyên do nhiều các lý do. Một thực trạng nữa đấy là người bệnh và gia đình người bệnh không biết cài đặt và cách chỉnh các thông số máy thở trong cái trường hợp mình mong muốn, chẳng hạn mình muốn tăng áp lực hoặc muốn giảm một chút áp lực đi mà mình không biết chỉnh như thế nào. Rồi người bệnh hay gặp sự khó chịu của thở máy, cũng như là khó ngủ, rát vùng ốc mũi do thịt đè hoặc là do thở mask, nhưng mà người ta cũng không nói cho chúng ta biết. Và từ đó vì những cái lý do như khó ngủ này, rát này, do thở mask này mà người ta giảm được, nó giảm mất cái mức độ tuân thủ điều trị đi. Thì đây là một hình ảnh mà chúng tôi đã chụp lại bệnh nhân khi mà mang máy thở đến tái khám. Thì máy thở này nó bám rất nhiều các cái
bụi bẩn ở trên, ngay cả trên bề mặt hoặc là gì ạ, hoặc là giữa cái bộ phận làm ẩm. Bên cạnh đó thì đây là cái miếng mà gọi là miếng lọc khí, không khí nó phải đi qua miếng lọc này thì nó mới đi vào trong máy thở và đến người bệnh nhân được. Thế thì trên cái màng lọc này thì nó bám rất nhiều các cái bụi bẩn, chứng tỏ là gì, chứng tỏ người bệnh hoặc là không biết hoặc là biết nhưng không làm vệ sinh cái bộ phận lọc khí này thường xuyên, và vì thế đây cũng là một cái nguy cơ nữa là tăng các cái đợt nhiễm cho người bệnh lên. Thế thì khi mà chúng ta tái khám thì ngoài việc là chúng ta đánh giá các cái thông số của người bệnh thì chúng ta cũng nên kiểm tra lại cái tình trạng của máy thở nó như thế nào để chúng ta góp ý và hỗ trợ người bệnh trong quá trình người ta điều trị. Và không, chúng ta cũng luôn phải nhắc bệnh nhân đấy là máy thở không phải là cái biện pháp điều trị của là duy nhất, mà người bệnh vẫn phải tiếp tục duy trì các cái liệu pháp thuốc giãn phế quản theo phác đồ đã được cho, đúng không ạ? Người ta vẫn sẽ phải tiêm phòng cúm, phòng phế cầu, ho gà theo lịch, và kết hợp với đó là tập phục hồi chức năng hô hấp, chứ không phải là kê máy thở là chỉ về nhà ôm máy thở thở nguyên máy. Thế thì cuối bài tôi sẽ đưa ra một số các kết luận. Thứ nhất là thở máy không nhập dạy hạn tại nhà thì có hiệu quả cho những bệnh nhân mà COPD ổn định, có tăng PA CO2 máu, hoặc là những bệnh nhân COPD tăng CO2 máu dai dẳng sau các đợt cấp, hoặc là COPD mà có đi kèm theo hội chứng ngưng thở khi ngủ. Và mục tiêu chúng ta đặt ra khi mà điều trị thở máy không nhập dạy hạn cho bệnh nhà tại nhà cho bệnh nhân đó là gì? Đó là chúng ta phải làm giảm hoặc là bình thường cái PA CO2 trên bệnh nhân. Và để giúp đạt được cái hiệu quả làm giảm PA CO2 của bệnh nhân ấy, thì cái phương thức thở máy cường độ cao bao gồm cả áp lực thở vào cao và tần số cao thì nó giúp đạt được hiệu quả điều trị của chúng ta. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của mọi người ạ. Vâng. Rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Dư đã có cái bài trình bày liên quan đến cái phương pháp điều trị thở máy tại nhà cho bệnh nhân COPD, những cái cập nhật mới nhất, khuyến cáo mới nhất từ Hội Hô hấp Châu Âu cũng như là Hiệp hội Lồng ngực Mỹ, và cũng là những cái kinh nghiệm lâm sàng thực tế. Thì chúng ta cũng biết rằng là thạc sĩ Dư khi làm cái luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú là có làm về thở máy dài hạn tại nhà ở bệnh nhân COPD. Và chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy là những cái phin lọc không khí đấy, hoặc là những cái bộ dây thở ống thở là nó bị bám bụi bẩn rồi mốc thách đại vương rất là nhiều thứ khác nữa, thì phải đó là những cái kinh nghiệm thực tế mà nếu chúng ta không làm, chúng ta không sát sao đấy, thì là bệnh nhân sẽ phải đối mặt như vậy. Và rất là cảm ơn hai báo cáo viên cũng đã có những bài trình bày hết sức là cập nhật và nhiều thông tin bổ ích mà giúp cho các đồng nghiệp có thể hình dung về căn bệnh ngưng thở khi ngủ cũng như là COPD. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần Q&A ngay bây giờ. Thì xin mời ban thư ký chúng ta sẽ chuyển các câu hỏi. Ở đây thì có một câu hỏi thứ nhất của bác sĩ Cường Viết Hoàng. Hỏi là đối với bệnh nhân ngưng thở khi ngủ có thể thở theo chế độ BiPAP được không? Thì mời thạc sĩ Phan Thanh Thủy trả lời. Dạ, em cảm ơn thầy và cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Hoàng Viết Cường. Thế thì để trả lời câu hỏi của bạn thì chúng ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân ngưng thở khi ngủ có thể sử dụng chế độ BiPAP được. Nhưng mà chúng ta phải hết sức lưu ý, đó là chúng ta chỉ sử dụng trong một số các trường hợp đặc biệt thôi. Trường hợp đặc biệt ở đây là gì? Thứ nhất, đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Nhưng khi chúng ta chuẩn độ cái CPAP ấy, thì cái áp lực của CPAP nó quá cao. Trung bình thì theo kinh nghiệm của chúng tôi thì các cái bệnh nhân chỉ thở ở cái chế độ khoảng 12 đến 14 cm nước là đã có thể xóa được các cái cơn ngừng thở rồi. Nhưng mà tuy nhiên là ở một số những cái bệnh nhân ấy, họ cần phải có một cái mức áp lực thở mà CPAP nó cao hơn rất là nhiều, 18 thậm chí là 20 cm nước. Thế thì trong những cái trường hợp đấy thì nếu mà chúng ta để cái áp lực CPAP mà nó tận 20 cm nước thì bệnh nhân sẽ rất là khó chịu. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta có thể chuyển sang để sử dụng cái chế độ BiPAP. Thế còn một trong những cái lý do nữa để mà
sử dụng cái chế độ BiPAP, đó là khi mà bệnh nhân có OSA, tức là bệnh nhân ngừng thở khi ngủ mà phối hợp thêm với một số bệnh lý khác. Ví dụ như là bệnh nhân có cái hội chứng overlap, tức là COPD cộng với cả OSA, thì lúc đó thì chúng ta sẽ tùy theo cái mức độ mà tắc nghẽn đường thở của cái bệnh lý COPD để chúng ta sẽ có cái chế độ thở BiPAP phù hợp cho bệnh nhân. Và một cái trường hợp thứ ba nữa, đó là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nhưng mà nó lại bị overlap, tức là lại bị phối hợp thêm với cả cái hội chứng giảm thông khí béo phì. Thế thì trong những cái trường hợp mà có hội chứng giảm thông khí béo phì kèm theo với OSA thì ban đầu chúng ta cũng sẽ cho bệnh nhân là thở CPAP thôi. Nhưng nếu khi mà cho chúng ta cho bệnh nhân mà thở CPAP mà các cái cơn ngừng thở giảm thở của bệnh nhân đã được xóa hết rồi nhưng mà cái SpO2 của bệnh nhân vẫn dưới 90, tức là vẫn còn có cái hiện tượng đó là giảm thông khí phế nang, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch là chúng ta đổi sang cho bệnh nhân sử dụng BiPAP. Thế còn một cái lý do nữa mà ở đây thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta sử dụng cái chế độ BiPAP cho bệnh nhân ấy, thì theo kinh nghiệm khi mà tôi kê máy thở cho bệnh nhân, thì nếu mà chúng ta sử dụng cái chế độ BiPAP thì các bạn sẽ sử dụng cái chế độ là BiPAP fix, tức là chúng ta fix cái mức EPAP và fix cái mức EPAP. Thế thì khi mà bệnh nhân bị fix ở cái mức áp lực như thế thì thông thường là cái tuân thủ điều trị của bệnh nhân sẽ rất là kém, bởi vì lúc nào máy nó cũng chỉ thổi vào cái mức áp lực như thế thôi. Thế còn nếu như mà trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng bằng cái ô tô CPAP thì chúng ta sẽ để một cái khoảng áp lực chạy ở trong cái khoảng đó, và khi mà cái máy ấy, thì nó sẽ là cái chế độ ô tô, thì nó sẽ phát hiện ra là bệnh nhân ngừng thở ở cái mức độ bệnh nhân tắc nghẽn ở cái mức độ ít thì nó sẽ thổi với cả cái áp lực là vừa phải thôi. Còn nếu như mà bệnh nhân bị tắc nghẽn ở cái mức độ mà nhiều ấy thì nó sẽ tăng cái mức áp lực lên. Như vậy là cái máy đấy nó sẽ tùy theo cái mức độ tắc nghẽn của bệnh nhân, và chúng ta thấy rằng là trong cái đêm ngủ ấy thì có thể là khi bệnh nhân nằm ngửa thì cái mức thì cái độ tắc nghẽn thì cao hơn thì máy nó sẽ cần một cái mức áp lực cao hơn. Khi bệnh nhân nằm nghiêng thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ tắc nghẽn của đường thở ấy thì nó sẽ đỡ hơn, thì trên thực tế thì chúng ta sẽ thấy là khi bệnh nhân nằm ngửa thì các bạn sẽ thấy rằng, các quý vị đồng nghiệp có thể thấy rằng là bệnh nhân sẽ bị ngáy nhiều hơn là vì như vậy. Một cái vấn đề nữa đó là khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta sử dụng cái chế độ ô tô BiPAP cho bệnh nhân thì cái chế độ ô tô BiPAP này nó làm cho bệnh nhân bị dò khí rất là nhiều. Và các cái nghiên cứu ở trên thế giới thì người ta cũng chưa có các cái nghiên cứu nào về cái việc đó là chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ ô tô BiPAP cho bệnh nhân mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Có rất là ít các cái nghiên cứu. Và một cái điểm rất là quan trọng nữa đó là cái máy thở BiPAP thì nó đắt hơn rất nhiều so với cả cái máy thở CPAP. Thế cho nên là với những cái bệnh nhân Việt Nam ấy thì thông thường là chúng ta chỉ sử dụng cho bệnh nhân cái ô tô CPAP đã là rất là tốt rồi. Xin được trả lời câu hỏi của bạn Hoàng Viết Cường và em xin được ý kiến bổ sung của Phó Giáo sư Giáp ạ. Em xin cảm ơn. Vâng, rất là cảm ơn Thạc sĩ Thủy. Thực ra thì chúng ta cũng biết rằng là hai cái mốt thở, hai cái máy thở nó khác nhau, đúng không? Với BiPAP tức là B-level, và chúng ta sẽ biết là bệnh nhân sẽ có hai cái áp lực dương, áp lực IPAP tức là cái hít vào, và EPAP tức là cái thở ra. Thế cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là cái hỗ trợ về cái công hô hấp của cái mốt thở BiPAP nó sẽ tốt hơn. Trong khi đó thì cái CPAP là chúng ta chỉ thấy là áp lực đường thở dương liên tục. Thế thì quay trở lại là chúng ta cần phải xem cái bệnh sinh của cái ngưng thở khi ngủ là gì. Bệnh sinh của ngưng thở khi ngủ thì chúng ta biết rằng là người ta sẽ không có cái hiện tượng mà gọi là tắc nghẽn giống như là hen, như COPD vân vân, mà đây nó chỉ là xẹp cái đường thở, đúng không, khi ngủ, do cái giảm các cái trương lực cơ ở vùng hàm hầu mà khi mà người ta ngưng thở đấy, là khi người ta ngủ. Thế do vậy mà cái chính ở đây chúng ta làm thế nào để chúng ta giữ được cái đường thở là không bị xẹp xuống, đúng không, không bị đóng lại. Thế thì đấy là cái mình tác động vào cái cơ chế để mà có thể điều trị được. Thế tuy nhiên rằng là như bác sĩ Thủy cũng nói đấy, vì cái BiPAP nó rất là đắt tiền, trong khi CPAP nó rẻ hơn rất nhiều và nó lại hiệu quả và nó tác động vào đúng cái việc mà bệnh nhân ngưng thở khi ngủ đang phải mắc phải. Thế cho nên chúng ta sẽ khởi đầu bằng cái CPAP cho bệnh nhân trước. Thế còn lại thì chúng ta sẽ một số trường hợp đặc biệt khi không dung nạp đối với CPAP, đúng không? Hoặc là khi có trồng lấp đối với lại COPD này, đúng không? Khi mà có giảm thông khí phế nang béo phì vân vân, một số trường hợp khác nữa, thì chúng ta lúc đó thì chúng ta thấy là dùng CPAP đôi khi cái áp lực nó phải rất lớn, mà như vậy thì người ta rất khó chịu. Do đó mà người ta sẽ chuyển sang cái chế độ mà thở BiPAP cho bệnh nhân. Thì đấy là cái tiếp cận lâm sàng chung là như vậy. Có hai câu hỏi nữa của bác sĩ Lê Xuân Vững.
Câu hỏi thứ nhất đó là dành cho thạc sĩ Dư, là khi chúng ta cài đặt cho bệnh nhân CD đấy thì mình sẽ cài đặt cái thời gian ở đây, tức là y trên e là từ 1/2 đến 1/3, nhưng bệnh nhân là người quyết định cái việc hít vào hay thở ra, vậy làm như thế nào để mình có sự đồng bộ giữa máy và bệnh nhân? Và xin mời thạc sĩ Dư. Em cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Vững. Thế thì về vấn đề về câu hỏi làm thế nào bệnh nhân mà thích nghi được với máy thở ấy, thì đa phần các máy thở chúng ta cài đặt đây là cài đặt máy thở ECT, tức là người bệnh tự khởi phát cái nhịp thở của mình. Tức là gì? Tức là khi mà người ta hít vào thì đồng đấy máy nó mới thở, đúng không ạ? Và khi mà người ta có xuống người ta thở ra thì đồng máy nó ngừng lại. Thế để đảm bảo vấn đề về cài đặt ECT làm quyết định, tức để người bệnh tăng cái sự đồng bộ giữa máy thở ấy, thì bắt buộc vẫn có một khoảng thời gian là gì, là chúng ta phải chuyển máy để cho người ta thích nghi được. Thông thường với bài trình bày lúc đầu tiên tôi có trao đổi đấy là gì, đấy là chúng ta cài đặt mút thở là ECT và cái khoảng thời gian ti đặt ban đầu là 1 giây, đúng không ạ? Và chúng ta cái đặt nhịp thở ban đầu tiên của máy backup có khoảng 10 lần một phút thôi. Sau nhịp thở chúng ta bình thường là từ 16 đến 20 cơ. Tức là người bệnh hít vào thở ra hoàn toàn là do gì? Hoàn toàn là do người bệnh cả. Còn sau khi mà chúng ta đã tăng dần các cái mức, ví dụ tăng EPAP lên, tăng EPAP lên mà chưa đạt được cái mục tiêu về SpO2, thì đến trường hợp đấy chúng ta mới tăng dần cái nhịp thở của bệnh nhân lên, tăng dần nhịp thở của máy lên. Có thể là gì? Có thể là bằng cái mức mà người bệnh đang thở, có thể sẽ tăng nhiều hơn so với cái mức mà người bệnh đang thở, có thể lên 18, thậm chí 20, 22 lần một phút. Thì khi mà người bệnh đã có một cái khoảng thời gian gọi là thích nghi với máy thở rồi ấy, thì sẽ có được sự đồng bộ giữa bệnh nhân và máy thở. Chúng ta cũng không quá lo lắng về vấn đề như thế. Vì ngay từ đầu tiên là nhịp thở chúng ta đặt là thấp, và khi mà cái EPAP chúng ta chưa đạt thì chúng ta mới tăng nhịp thở lên. Và vì vậy thì vấn đề về cái mức tức bệnh nhân có đồng bộ được hay không với máy thở thì mình nghĩ là với cái nhịp thở ban đầu tiên mình cài đặt là 10 và chúng ta để một ECT, chúng ta không quá lo lắng về cái sự đồng bộ giữa máy thở và bệnh nhân ạ. Vâng, xin hết ạ. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Dư. Thực ra thì đấy, khi chúng ta cài đặt bệnh nhân sẽ có cái mình làm thế nào để mình synchronize được với cái tần số thở của bệnh nhân, đúng không? Thế thì thông thường nó là cái mình cài đặt rồi nhưng mà nó sẽ có cái tự động ở đây, đúng không? Do vậy mà để làm sao mà nó máy với bệnh nhân nó phải đồng thì với nhau, nó tránh tình trạng là chúng ta cài đặt cưỡng bức ấy, thì nó sẽ gọi là bệnh nhân đánh nhau với máy. Bệnh nhân đánh nhau với máy tức là máy nó đẩy vào, bệnh nhân lại thở ra, và như vậy nó sẽ rất là nhanh mệt cơ. Thế cho nên là trong cái kinh nghiệm ban đầu đấy, khi mà chúng ta cài đặt ấy, thì xin các đồng nghiệp lưu ý là chúng ta cần phải đứng cạnh bệnh nhân, chúng ta điều chỉnh, chúng ta theo cái đáp ứng của bệnh nhân ấy, để chúng ta điều chỉnh. Tôi lấy ví dụ như là phát hiện cái thiếu dòng, thiếu áp lực, tức là chúng ta thấy ví dụ chúng ta cài đặt áp lực cái IPAP, tức là cái áp lực hít vào đấy, mà chúng ta cài đặt nó thấp, chẳng hạn như chúng ta để 10-12, thế thì bệnh nhân mỗi một lần hít vào là vẫn phải gắng sức thở và vẫn phải gắng sức hít vào, thì chúng ta phải phát hiện đấy là thiếu dòng, chúng ta phải ngay lập tức phải tăng cái EPAP lên, tức là chúng ta sẽ tăng lên là chẳng hạn như là 14 chẳng hạn. Thế nếu như bệnh nhân tăng đến 14 mà bệnh nhân lại thấy khó chịu quá, cảm giác như vỡ lồng ngực rồi, tức là cảm giác nó thổi mạnh quá, nó áp lực rất lớn, nó thổi vào thì người ta không chịu được, thì chúng ta lại giảm đi, đúng không? Thì đấy là cái cách mà trên thể lâm sàng, đặc biệt trong cái đợt cấp ấy, là chúng ta chụp một cái mask thở lên mặt bệnh nhân ấy, là người ta rất sợ, người ta đang rất khó thở mà chụp một cái gì nó kín giống như là bịt mũi bịt miệng người ta rất sợ, người ta hoảng. Thế thì chúng ta cần phải đứng bên cạnh bệnh nhân, chúng ta cầm, chúng ta chưa cần phải buộc dây vội, chúng ta đặt vào đó nhẹ nhàng, đủ áp lực, sau đó thì hướng dẫn bệnh nhân hít vào thở ra theo máy, đồng thì với máy. Thế khi mà bệnh nhân dung nạp tốt rồi, chúng ta điều chỉnh FiO2 các thông số rồi, chúng ta mới cài dây cho bệnh nhân. Một kinh nghiệm thứ hai, khi mà chúng ta mới bắt đầu chúng ta kết nối trên master cho bệnh nhân ấy, chúng ta lưu ý một chút là lúc này chúng ta tăng cái FiO2 lên để làm sao mà bệnh nhân ngay lập tức người ta không có cảm giác ngộp thở,
ngay lập tức người ta đủ cái oxy và người ta không bị hoảng. Thế sau đó thì khi mà bệnh nhân dung nạp rồi, chúng ta lại giảm dần cái FiO2 xuống cho bệnh nhân được. Đấy là cái kinh nghiệm mà trên thực hành lâm sàng là chúng ta cần lưu ý như vậy. Có một câu hỏi nữa cũng của bác sĩ Lê Xuân Vựng, hỏi bác sĩ Dư là khi thở máy cho bệnh nhân siêu bi tại nhà thì mình duy trì VT là bao nhiêu, có khác gì khi điều trị trong đợt cấp hay không? Và mời bác sĩ Dư. Vâng ạ, về câu hỏi này thì với cái mục tiêu của thở máy không nhập giới hạn tại nhà ấy, thì theo cả hướng dẫn của RS cũng như ATS thì người ta đặt ra cái mục tiêu chính là mục tiêu về áp lực chứ không phải đặt mục tiêu về thể tích. Tức là áp lực chúng ta đặt thế nào, cài đặt thế nào để đảm bảo mục tiêu là gì, là chúng ta làm giảm hoặc là bình thường hóa cái PaCO2. Thế còn về mặt nếu mà chúng ta muốn duy trì về cái thể tích của bệnh nhân ấy, thì trong một cái tổng kết người ta đưa ra là chúng ta sẽ maximum cái VT của bệnh nhân ấy là 8 ml trên kg cân nặng lý tưởng. Cân nặng lý tưởng đây là chúng ta tính theo chiều cao, chúng ta không lấy cái cân nặng thực tế của bệnh nhân. Thì người ta sẽ đạt maximum của cái VT đấy là 8 ml trên kg cân nặng lý tưởng. Và nó cũng không có khác biệt gì mấy so với cái đợt cấp bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Dư đã chia sẻ về cái việc mà chúng ta cài đặt cái VT. Thế thì chúng ta cũng còn rất nhiều câu hỏi nữa. Câu hỏi tiếp theo của bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh hỏi bác sĩ Thủy là bệnh OSA thường có các bệnh đồng mắc và ngược lại. Các bệnh nhân béo phì, cao huyết áp, tiểu đường cũng bị kèm theo OSA. Thì bác sĩ có đề xuất tầm soát OSA trên các bệnh nhân này hay không? Và mời bác sĩ Thủy. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Giáp và cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh. Thế thì để trả lời câu hỏi này của bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh thì phải thấy rằng là bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh đã rất là hiểu vấn đề của cái bệnh nhân OSA bây giờ. Đó là với những cái bệnh nhân mà có mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì họ sẽ có rất là nhiều các cái hậu quả. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là có các cái bệnh đồng mắc. Trên thực tế thì cái việc mà hiểu biết về cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này ở Việt Nam là thực sự là chưa nhiều. Bởi vì có những bệnh nhân thì người ta vẫn quan niệm là khi mà ngủ ngáy thì là tốt. Cho nên cái số lượng bệnh nhân đến để khám vì ngủ ngáy thì đã tăng trong những cái năm gần đây nhưng mà cũng chưa phải là cao. Thế thì chúng ta thông thường là chúng ta sẽ phát hiện thông qua các cái bệnh đồng mắc của bệnh nhân. Ví dụ như là một bệnh nhân mà có cao huyết áp mà bệnh nhân có tăng huyết áp kháng trị chẳng hạn. Chúng ta đã dùng cả 3 loại thuốc huyết áp rồi mà huyết áp của bệnh nhân vẫn cao. Thì lúc đấy các bác sĩ tim mạch thì người ta sẽ nghĩ đến là bệnh nhân này liệu có mắc kèm theo cái hội chứng ngừng thở khi ngủ hay không, hay là những cái bệnh nhân mà tiểu đường ấy thì họ có cái kiểm soát đường huyết rất kém chẳng hạn. Thế thì khi đó ấy, thì ví dụ như là ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi thì để hiểu được cái vấn đề là vì có các cái bệnh đồng mắc và vì có các cái hậu quả như vậy nên là các bác sĩ ở trong khoa thì cũng đã có những cái bài trình bày ở các cái khoa khác, ví dụ như là khoa thần kinh hay là khoa nội tiết đái tháo đường, để cả các cái bác sĩ của các cái chuyên ngành khác, ví dụ như là các bác sĩ của nội tiết đái tháo đường, các bác sĩ ở khoa thần kinh hay là các bác sĩ ở khoa tim mạch, họ cũng biết được những cái khái niệm cơ bản về cái bệnh lý mà hội chứng ngừng thở khi ngủ này để họ có thể là chỉ định bệnh nhân để giúp làm sao cho chúng ta có thể kiểm soát được cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở những cái bệnh nhân này. Thì đây là một cái câu trả lời mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng là chúng ta sẽ phải tầm soát cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở những cái bệnh nhân mà có bệnh lý đồng mắc dựa trên những cái triệu chứng mà chúng ta hỏi được bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân có ngủ ngáy, ví dụ như là bệnh nhân có cái buồn ngủ ban ngày quá mức chẳng hạn, tức là ban đêm người ta vẫn ngủ bình thường nhưng mà ban ngày thì người ta lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật, hoặc là khi mà người ta ngủ dậy thì người ta thấy rất là đau đầu, người ta không thấy cái cảm giác sảng khoái sau khi mà ngủ dậy, rồi là thậm chí có những bệnh nhân mà vợ bệnh nhân đến và mô tả rằng là chồng khi mà ngủ thì có thỉnh thoảng có những cơn mà ngừng bặt đi, không thấy thở gì nữa, trông sợ lắm bác sĩ ạ. Thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể là tầm soát được ở trên những cái bệnh nhân mà đến khám. Thì xin được cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh. Vâng. Cái việc mà chúng ta sàng lọc cho các cái hội chứng mà ngừng thở khi ngủ ấy, ở những cái đối tượng nguy cơ cao là rất quan trọng. Thế thì các đồng nghiệp lưu ý là lâu nay thì chúng ta cũng không để ý, khiến cho bệnh nhân đôi khi phải chạy lòng vòng đi khám hết tất cả các chuyên khoa khác nhau. Đúng không? Khám từ tai mũi họng đến thần kinh, đến chuyển hóa, rồi nội khoa, rồi hô hấp v.v.
Thế thì đấy là cái mà chúng ta cũng cần phải thay đổi. Với cái những cái thông tin, những cái truyền thông của Hô hấp Việt Nam, Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam thì cũng đã nâng cao được cái nhận thức của cộng đồng trong cái việc mà chúng ta có thể phát hiện sớm cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, để tránh tình trạng là ví dụ như ở bệnh viện Bạch Mai chúng tôi thì bệnh nhân có khi đến viện là vì cái đột quỵ não, và trong cái bệnh cảnh thì chúng ta cũng biết rằng là biến chứng của cái ngừng thở khi ngủ rất điển hình, thừa cân béo phì, ngủ ngáy, cổ thì rất là ngắn, đúng không? Thế và đo thì cái chỉ số ASI có khi đến 80. 80 tức là chúng ta hình dung là trong một giờ ngủ thì có 80 cơn ngừng thở. Chúng ta hình dung là như thế nào? Và cái SpO2 có những trường hợp mà chúng tôi gặp là khi là đến giảm rất thấp xuống 60 mm thủy ngân thì ngủ. Và cái cơn thì kéo dài nó khi đến khoảng độ 30 giây. Chúng ta sẽ hình dung là nó cái giấc ngủ của người ta nó khủng khiếp thế nào. Hoặc là cũng có những trường hợp mà chúng tôi gặp tức là đến viện vì một cái cơn nhồi máu cơ tim, đặt stent can thiệp. Thế và cái bệnh cảnh thì rất giống thừa cân béo phì rồi vữa sơ động mạch rối loạn chuyển hóa. Thì năm nay thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với bên Viện Tim mạch Việt Nam để hướng dẫn cho một bạn bác sĩ nội trú làm cái đề tài về cái tầm soát cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân có hội chứng vành cấp, cũng như là một bạn bác sĩ nội trú nữa do tôi với một thầy chuyên ngành thần kinh hướng dẫn, đó là về vấn đề về đột quỵ não ở những cái nhóm bệnh nhân đột quỵ não, thì xem là cái tỷ lệ mà hội chứng ngừng thở khi ngủ là bao nhiêu phần trăm và cái mức độ nặng như thế nào. Thì đấy là những cái mà chúng ta trong thành lâm sàng chúng ta phải hết sức lưu ý để chúng ta tầm soát, để tránh cho bệnh nhân phải đến viện muộn trong cái bệnh cảnh của cái biến chứng là hết sức là không nên. Và chúng ta còn câu hỏi tiếp theo nữa, đó là câu hỏi của bác sĩ Hoàng Anh Tuấn hỏi bác sĩ Dư về việc là chỉ định thở máy dài hạn tại nhà cho bệnh nhân COPD đến khi nào. Vâng, xin mời bác sĩ Dư. Em cảm ơn thầy, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Hoàng. Thế thì về câu hỏi là khi nào chúng ta ngừng, tức là không cho bệnh nhân COPD dài hạn thở máy tại nhà thở máy nữa, đúng không ạ? Thế thì về mặt đầu tiên là cái chỉ định của thở máy của chúng ta đấy là cho những bệnh nhân mà COPD mà có tăng CO2 máu dai dẳng. Và mục tiêu của điều trị của chúng ta là gì? Là cái PaCO2 này về mức bình thường hoặc là giảm, đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng ta đã điều trị cho bệnh nhân COPD thở máy rồi thì việc cái PaCO2 máu nó bình thường khả năng lớn đó là do gì? Đó là do chúng ta cho bệnh nhân thở máy. Thế về mặt kinh nghiệm chúng tôi thấy là với những bệnh nhân mà COPD khi chúng ta cho thở máy thì những cái ngày đầu tiên ấy, khi mà người ta về người ta bắt đầu rất là hợp tác với việc là thở máy, tức là hầu như là lúc nào người ta cũng ốp cái máy thở, chỉ khi nào người ta ăn, người ta dùng thuốc, người ta dùng khí dung thì khi đó người ta mới bỏ máy ra thôi. Và sau đấy khi một thời gian sau kết hợp thêm thở máy này, kết hợp thêm với các biện pháp về dùng thuốc này, kết hợp thêm với phục hồi chức năng cũng như là dinh dưỡng tốt lên thì người ta cảm thấy là người ta khỏe đi và người ta bắt đầu sẽ có cái hiện tượng là gì? Là rời bỏ dần cái máy thở. Tức là ban đầu tiên người ta có thể cả ngày, đúng không ạ? Nhưng mà sau đấy thì bắt đầu người ta chỉ thở một nửa ngày thôi. Và sau đấy là gì? Người ta bỏ, người ta không thở nữa. Thế thì hiện tại thì cũng chưa có một cái hướng dẫn nào nói đến việc là khi nào mà chúng ta cho bệnh nhân COPD ngừng máy thở. Tức hiện tại là chưa có. Mà đa phần là gì? Là do bệnh nhân COPD xong một khoảng thời gian người ta thở, người ta thấy tốt lên thì là người ta mới bỏ cái máy thở. Nhưng về mặt khuyến cáo của chúng tôi đưa ra thì với những bệnh nhân COPD mà đã thở máy không nhập dài hạn tại nhà rồi thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân thở liên tục, ít nhất là gì? Ít nhất là cho thở vào ban đêm khi bệnh nhân nằm ngủ. Vì ngay trong cái slide đầu tiên tôi đưa ra đấy là gì? Khi mà người bệnh nằm ngủ nó sẽ có mấy cái vấn đề đầu tiên là nó tăng cái kháng lực của cơ vùng hô hấp. Vấn đề thứ hai là nó giảm hoạt động của các cơ hô hấp, và vấn đề thứ ba là giảm hóa hướng động. Và vì thế là cái PaCO2 trong PaCO2 về ban đêm nó sẽ tăng cao lên. Và vì thế với những bệnh nhân mà COPD khi thở máy thì chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ khuyên bệnh nhân là gì? Bác thở máy, nhưng không phải là thở máy cả ngày, mà ít nhất là gì? Ít nhất là những cái lúc mà lên giường đi ngủ ban đêm, đúng không ạ? Hoặc là những giấc ngủ ngắn ban ngày thì cứ lên giường đi ngủ là lắp cái máy thở vào
Còn hiện tại bây giờ thì chưa có cái nghiên cứu hoặc cái tiêu chí nào mà nói vấn đề về chúng ta sẽ kết thúc cho bệnh nhân siêu đi thở máy tại nhà. Vâng ạ, xin hết ạ. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Dư. Thì chúng ta cũng biết rằng là đối với bệnh nhân COPD mà khi thở máy đấy, khi người ta đáp ứng tốt rồi ấy, thì cái việc rất quan trọng ở đây là chúng ta cần phải đánh giá lại xem là cái việc mà giai đoạn bệnh của họ thế nào. Nếu như chúng ta thấy rằng là khi mà bệnh nhân đã tăng CO2 mãn tính hằng định nó không giảm được thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc thở máy, tức là chỉ định thở máy nó đúng ý. Thì khi mà chúng ta ngưng thở máy thì cái CO2 máu nó lại xuống nó tăng lên, cho nên là cái việc mà chúng ta thường khi đã thở máy rồi là bệnh nhân sẽ gọi là dùng 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 suốt đời, giống như đánh răng rửa mặt hàng ngày đấy. Thế còn nếu như bệnh nhân mà người ta không tuân thủ thì là việc khác, tức là người ta xu hướng người ta dung nạp rồi người ta gọi là chịu đựng để nó đỡ vướng víu đấy thì là lại là việc khác đúng không? Chứ còn nếu mà đây ví dụ như bệnh nhân tuân thủ rất tốt và người ta cảm thấy rất khỏe rồi thì liệu có nên ngừng hay không, thì câu trả lời là chúng ta cần phải đánh giá lại giai đoạn bệnh của họ, đánh giá lại khí máu của họ trong điều kiện thở máy, trong điều kiện không thở máy và theo dõi. Thế và đấy là cũng là cái bằng chứng để chúng ta show cho bệnh nhân à, nếu cái bác thở máy thì cái khí máu các thông số nó tốt thế này, thế còn bác không thở máy thì cái thông số nó tồi thế này, và để là cái bằng chứng để bệnh nhân người ta sẽ tuân thủ tốt hơn trong cái điều trị. Và một câu hỏi nữa của bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Thương, chuyên khoa hô hấp, họ cho hỏi bác sĩ Dư là giới hạn EPAP và EPAP trong thở máy ở bệnh nhân COPD là bao nhiêu? Vâng, bác sĩ Dư. Vâng ạ, em xin cảm ơn câu hỏi này ạ. Thế thì về mặt giới hạn EPAP và EPAP thì theo những nghiên cứu của nước ngoài ấy, thì trong cái chiến lược là thở máy cường độ cao ấy, thì người ta sẽ nâng dần cái mức EPAP lên. Với cái mức đầu tiên cài đặt ban đầu là từ 12 đến 18, sau đấy người ta sẽ nâng dần lên. Và cái mức mà maximum cho các nghiên cứu mà người ta thấy là bệnh nhân có thể chịu được ngưỡng là khoảng 38 cm nước. Nhưng mà đánh giá lại thì nhận thấy là những nghiên cứu đấy thì người nước ngoài người ta có cái thể trạng nó tốt hơn người Việt Nam rất nhiều, với cái BMI của người ta cũng rất cao, cũng khoảng trên 30 cơ. Thế thì với người Việt Nam thì chúng tôi thấy là cái thể trạng của người nước ta ấy thì nó không tốt bằng của họ, cái BMI của mình thấp hơn, cho nên là khi mà chúng ta tăng cái EPAP lên ấy, thì ngoài cái việc là chúng ta đánh giá là với cái ngưỡng EPAP đấy nó đảm bảo cái mục tiêu điều trị, thì còn một cái nữa là cái khả năng dung nạp của bệnh nhân. Ví dụ nếu chúng ta nâng lên đến khoảng 20-22 bệnh nhân thấy nó khó chịu quá thì đấy là cái ngưỡng của bệnh nhân rồi, chúng ta không nên cố tăng thêm. Thì chúng ta nếu mà chúng ta cố tăng thêm ý, thì nó chỉ làm tăng thêm cái sự khó chịu của người bệnh thôi, chứ nó không, mà người bệnh sẽ chống lại cái máy thở đấy, chứ chúng ta không đạt được cái ngưỡng mà cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Và còn vấn đề về EPAP, tức là cái áp lực đường thở ra ấy, minimum chúng ta đặt là 4 cm nước mà chúng ta tăng lên. Và cái kinh nghiệm của người ta tăng lên thì một là nhìn vào cái bệnh nhân thở, thứ hai là nghe cái tiếng ngáy của bệnh nhân trong lúc ngủ ấy. Nếu mà tiếng ngáy vẫn còn, tức là cái EPAP, à cái EPAP nó chưa đủ và chúng ta có thể tăng lên nữa. Thông thường với những bệnh nhân COPD thì người ta chỉ cần cái đặt cái mức EPAP là khoảng 6 thậm chí đến 8 là đã ok lắm rồi, chứ cũng không cần phải tăng lên quá nhiều. Vâng ạ, em xin hết ạ. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Dư. Thực ra chúng ta tăng cái EPAP, EPAP lên bao nhiêu đấy thì nó phải tùy thuộc vào cái dung nạp của bệnh nhân. Thế nhưng mà kinh nghiệm là như thế này, chúng ta phải lưu ý. Ví dụ như là trong đợt cấp ấy, thì thường là chúng ta phải tăng áp lực cái EPAP lên. Thì lúc đấy là cái co thắt phế quản, cái tắc nghẽn đường thở nhiều và cái mệt cơ nhiều. Và nếu chúng ta vẫn dùng cái áp lực cài đặt trong cái gọi là điều trị tại nhà trong giai đoạn ổn định ý, thì chắc chắn là nó sẽ thiếu dòng, chắc chắn là sẽ thiếu thiếu cái áp lực hỗ trợ, và lúc này thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân vẫn sẽ mệt cơ. Nên kinh nghiệm thì trong thành lâm sàng ấy, ví dụ như là người ta nói với chúng ta là ở nhà tôi thở áp lực hít vào là 12 chẳng hạn, và áp lực thở ra là 5 hay là 6 chẳng hạn, thì vào viện thì cái EPAP tức là áp lực hít vào đấy thì chúng ta phải tăng lên, ví dụ như là phải 16 hoặc 18 thậm chí là 20.
Làm sao mà chúng ta có cái áp lực hỗ trợ nó tốt nhất. Chứ còn nếu chúng ta vẫn đặt là 12 thì chắc chắn là gì? Là nó không đủ được. Bởi vì trong giai đoạn ổn định, người ta đã cần cái áp lực hỗ trợ là áp lực hít vào đấy là 20 à, là 12 rồi. Thế cho nên là trong đợt cấp ý, thì cái áp lực hít vào và tương ứng với nó là cái PS, tức là cái pressure support, tức là cái áp lực hỗ trợ đấy, nó sẽ gì? Nó sẽ phải nhiều hơn nữa. Vì vậy mà chúng ta cần phải lưu ý. Nhưng nếu chúng ta tăng cao quá ấy, thì nó có sẽ có gây các cái biến chứng. Biến chứng ở đây thì chúng ta thấy rằng là đó là các cái biến chứng áp lực. Đó là cái tràn khí, khi đặc biệt bệnh nhân siêu đi, kén khí, bong khí chẳng hạn. Thì những trường hợp đó chúng ta thở máy là cũng phải hết sức lưu ý, tránh chúng ta tăng cái áp lực nó mạnh quá và bệnh nhân nó vỡ các kén khí bong khí gây tràn khí và nó sẽ gây suy hấp cho bệnh nhân. Thì đấy là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Một câu hỏi nữa xin trao đổi với bác sĩ Thủy đi. Mời bác sĩ Thủy trả lời câu hỏi này, đó là máy thở nên sử dụng khi thức hay khi ngủ, và trong ngày thì nên thở máy bao nhiêu lần? Thì cái này thì chắc là phải chia hai loại đúng không? Một cái nhóm là ngưng thở khi ngủ, đúng không? Một cái nhóm là siêu đi, chứ còn nếu mà hỏi như thế này thì lại nhầm lẫn. Thì mời bác sĩ Thủy trả lời. Vâng ạ, em cảm ơn thầy. Về cái câu hỏi này thì đúng như là Phó Giáo sư Giáp đã nói là bạn cũng phải nên hỏi cụ thể là chúng ta sẽ chỉ định cho những bệnh nhân nào. Thế nếu trong trường hợp là chúng ta sẽ chỉ định cái máy thở này cho những cái bệnh nhân mà mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ, thì các bạn biết rằng là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì nó chỉ xảy ra khi ngủ thôi. Thì khi bệnh nhân ngủ thì mới có các cái cơn ngừng thở. Thế cho nên là những mà ở những cái đối tượng mà bị mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân thở máy trong lúc bệnh nhân ngủ, kể cả ban đêm và kể cả trong những cái lúc mà có họ có những cái giờ ngủ ngắn buổi trưa cũng vậy. Thì nếu họ ngủ thì là họ sẽ lắp máy để thở. Thế còn một cái mảng thứ hai nữa hơi lấn sân của bác sĩ Dư, đó là nếu mà sử dụng máy thở ở trên bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ấy, thì tất cả các cái nghiên cứu và tất cả các cái hướng dẫn thì đều không có cái hướng dẫn nào mà nói rằng là chúng ta thở máy càng nhiều càng tốt cả. Tất cả các cái nghiên cứu về cái việc mà thở máy trên nền bệnh nhân COPD thì trung bình họ sẽ cho bệnh nhân thở máy khoảng là 6 đến 8 tiếng một ngày, và thường là người ta sẽ cho bệnh nhân, kể cả bệnh nhân COPD cũng thở máy vào ban đêm. Bởi vì người ta thấy rằng là khi mà vào ban đêm ấy, thì bệnh nhân có cái hiện tượng là giảm thông khí, nhất là khi bệnh nhân bước vào cái giai đoạn REM, tức là cái giai đoạn mất trương lực cơ. Thế thì khi đó thì cái cơ hô hấp phụ của họ không hoạt động. Thế thì chúng ta sẽ thấy là ở cái giai đoạn mà mất trương lực cơ và giai đoạn giấc ngủ REM thì cái CO2 của bệnh nhân tăng lên rất là cao và cái oxy máu của bệnh nhân thì lại giảm xuống. Thế cho nên là kể cả với những bệnh nhân COPD thì các cái nghiên cứu họ đều thấy rằng là họ dùng cái từ là nocturnal ventilation, có nghĩa là thở máy vào ban đêm, chứ không phải là bệnh nhân cứ thở máy liên tục cả một ngày trời. Bởi vì trên thực tế lâm sàng ở trung tâm hô hấp chúng tôi đã gặp rồi, chúng tôi gặp những cái bệnh nhân mà sử dụng máy thở, tức là họ quá bị phụ thuộc vào máy thở, thậm chí là đến mức mà đi vào nhà vệ sinh họ cũng mang theo cái máy thở để họ mang vào nhà vệ sinh, bởi vì là họ sợ là mình bị lên cơn khó thở. Thế thì những cái bệnh nhân đấy thì lại là những cái bệnh nhân mà lại gặp rất là nhiều đợt cấp, bởi vì là họ lúc nào họ cũng chỉ ngồi để thở cái máy đó thôi và họ không có vận động gì cả, cho nên là các cái cơ lực của họ đã bị yếu, và khi đó thì người ta thấy rằng là nó không phải là và khi mà tôi tìm hiểu các cái nghiên cứu ở trên các cái y văn trên thế giới, các cái bài báo thì không có một cái bài báo nào nói rằng là chúng ta phải cho bệnh nhân thở đến mười mấy tiếng một ngày cả. Và kể cả bệnh nhân COPD thì tôi nhắc lại là bệnh nhân cũng chỉ nên thở vào ban đêm. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà ban ngày của bệnh nhân có những lúc mà bệnh nhân lên cơn suy hô hấp, bệnh nhân khó thở, thì rõ ràng là lúc đó thì bệnh nhân cũng có thể là thở máy kèm theo, mà không phải là chúng ta sẽ cho bệnh nhân cứ thở máy liên tục suốt cả ngày được. Thì đó là cái câu trả lời. Thì em xin thêm ý kiến bổ sung của Phó Giáo sư Giáp ạ. Vâng, thì thời gian thì cũng đã hết giờ rồi, bây giờ là cũng quá 2 phút, nhiều câu hỏi quá, và các báo cáo viên cũng chia sẻ rất nhiều những cái kinh nghiệm thực tế và trả lời rất nhiều cái câu hỏi. Chúng ta cũng còn một số câu hỏi nữa nhưng thời gian cũng hết rồi, thì một lần nữa thì thay mặt cho Hội Hô Hấp Việt Nam rất là cảm ơn các thầy cô, đặc biệt là hai báo cáo viên cũng đã dành thời gian soạn bài hết sức là tâm huyết với những cái kiến thức cập nhật từ Hội Hô Hấp Châu Âu, Hiệp hội Lồng Ngực Mỹ và các cái hiệp hội về y học giấc ngủ trên thế giới trong cái ứng dụng trong cái thực hành lâm sàng, đặc biệt là trong chẩn đoán, trong điều trị cho các trường hợp bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ, bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Tôi cũng rất là cảm ơn công ty DocuT là đối tác của Hội ốc Việt Nam đã hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật để tổ chức thành công cái buổi hội thảo này. Rất là cảm ơn các đồng nghiệp đã dành thời gian tham dự cái buổi hội thảo trực tuyến và có cấp CME. Thì xin mời các đồng nghiệp chúng ta sẽ trả lời các cái câu hỏi post-test và qua đó thì sẽ được cấp chứng nhận CME với thời gian là 2 tiết. Thế còn lại một số câu hỏi khác mà vì điều kiện thời gian các báo cáo viên chưa trả lời được thì đề nghị ban thư ký chúng ta tập hợp lại và gửi cho các báo cáo viên và chúng ta cũng sẽ có cái câu trả lời và thảo luận ở trên website của Hội ốc Việt Nam. Thì cũng thay mặt cho Hội ốc Việt Nam thì xin trân trọng kính mời các đồng nghiệp chúng ta xếp vào lịch là cái thời gian tổ chức cái hội nghị thường niên Hội ốc Việt Nam sẽ tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày 13 và 14 tháng 11. Chúng ta cũng còn thời gian khoảng 2 tháng nữa để đến cái hội nghị thường niên của Hội ốc Việt Nam và chúng ta sẽ làm trực tuyến. Thì một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chào các đồng nghiệp và chúng ta cũng sẽ hẹn gặp lại trong cái buổi đào tạo tiếp theo, lần tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và xin kết thúc cái buổi hội thảo ngày hôm nay ở đây. Xin trân trọng cảm ơn.